Rồi, anh em mình kiểm tra lại âm thanh xem được chưa nhá. BKC đang ok đấy. Cũng 5 phút và 30 phút cũng khá ok. Anh em mình sell X20 xuống được. Chốt ở cái đáy cũ của BKC đây nè. Còn nếu như mà giá nó vượt lên cái đỉnh cũ này đóng cửa, 30 phút đóng cửa vượt lên đỉnh cũ này thì cắt. Thì cắt. Ok chưa? Rồi chúng ta kiểm tra lại âm thanh xem ổn chưa. Rồi chúng ta bắt đầu ha. À, anh có add hot cho hai bạn admin á. Hỗ trợ anh tại vì Black sờ đông quá, đang zoom thì không có thời gian duyệt cho em vào gọi là mời em ra các kiểu, thì nhà các bạn lo phần hậu trường giúp anh. Ok rồi, để xem cái lệnh sale hồi nãy thì bây giờ đang dương rồi đó, cái cây rớt này là đang dương rồi đó. Bây giờ để xem có câu hỏi nào còn cộng đồng nè, mình sẽ giải đáp cho anh em. Bữa nay là cái buổi thứ hai đúng không, cái buổi thứ hai của anh em những học viên học. Buổi thứ nhất vừa rồi chúng ta đã học rồi, thì cái clip buổi thứ nhất thì có bạn hỏi là có bút tích lại không thì không, cái clip đó chỉ có gửi trong nhóm anh em học viên thôi. Và phần này thì cái phần anh em học viên chúng ta học phần một là cái phần tổng quan về thị trường, rồi một số cái cận bậc nhà cái, những cái trò hiểu về những cái trò game của nhà cái sân sàn forex, coi chứng khoán, bất động sản, chúng ta chỉ cần hiểu về cái đó thôi. Đó thì phần một này anh em cộng đồng sẽ học cùng, và clip thì không có lưu lại, chỉ có trong nhóm clip chỉ có lưu lại và up trong nhóm học viên thôi, cộng đồng của mình không public, tại vì có một số cái yếu tố nó ảnh hưởng đến chén cơm của nhiều người lắm và nó ảnh hưởng tới cả những cần bậc nhà cái nữa, cho nên mình sẽ không public, nguyên tắc là như vậy. Đấy chưa? Rồi, đâu đây để xem có câu hỏi nào mình giải đáp luôn thể cho các anh em ha. Buổi 1 vừa rồi chúng ta các bạn học buổi 1 vừa rồi các bạn thấy như thế nào ạ? Đúng không, hay không ạ? Một lát chúng ta sẽ học, bây giờ chúng ta sẽ học đến cái buổi 2 nè. Buổi 2 này nó sâu lên, nó vào sâu dần hơn rồi đó. Rồi ngày mai là bữa nay là thứ 5 đúng không? Bữa nay là học bù cho cái hôm qua đó banh. Hôm qua là thứ 4 thì ngày mai là thứ 6 còn một buổi nữa. Ngày mai thứ 6 còn một buổi nữa. Kiến thức nó nâng cao dần. Ngày mai thì chắc sẽ đi chuyên sâu hơn về những cái sân sàn forex, coi chứng khoán, cả bất động sản. Sorry mình đang ho. Ok, âm thanh lại được ở đấy, sorry mình đang ho. Đó, thì buổi ngày mai thì nó lại chuyên sâu đi sâu hơn về những cái sân sàn, chứng khoán, bất động sản, rồi các bạn sẽ tại sao các bạn chơi forex á, sau một tháng hầu như là các bạn giỏi lắm, các bạn sống được có 3 tháng là bạn nát bấy hết. Không rút. Chỉ có nạp không rút. Và cũng sẽ hiểu tại sao mà green exchange spot, chứng khoán, bất động sản chúng ta mất rất nhiều tiền, hoặc là chúng ta có thể thắng được ở marine, thắng được ở sport, sau đó chúng ta mất lại chứng khoán, dần dần hiểu cái đó. Nó như một cái bức tranh, một cái bản đồ tổng thể để các anh em mình sẽ có một cái view tốt hơn về cái thị trường này. Từ đó có mất tiền đi chăng nữa cũng hiểu tại sao, chứ đừng có, chứ không phải cái kiểu là mất tiền thì coi như xui, không có chuyện đó. Phải hiểu nguyên nhân của nó. Đấy. Có bạn hỏi về cái khóa học á, thì hiện giờ chúng ta đang cái khóa tháng 6, hiện giờ cái buổi này là buổi thứ hai rồi, buổi thứ hai là buổi số 1 á, thì có lưu lại clip, thì để tránh bị fake á, các bạn mà liên hệ tham gia nhóm học ở nhóm tháng 6 này luôn á, các bạn DM nick này e.mi/LýGiaThành, cô phải ghi cái này lên, tại vì hiện giờ có nhiều người nó fake lắm, trước đó đã có một số mem nó fake ở cái tên của nó thêm dấu chấm thôi, nó chấm hay là thêm một cái gì đó y ngắn y dài gì đó, nó thêm vô và nó lừa, nó đã scam một bạn $2,400 rồi, mà từ cái khóa hiện giờ nó chỉ có 1K7 rồi mà nó vẫn scam được 2,400 là nó giỏi hơn nhiều người ấy. Nó bản lĩnh đó, tôi vẫn nể. Có bạn hỏi khá thú vị, thầy có thể chia sẻ thêm một số người thầy của thầy không? Em mới theo dõi thầy Quân về nhân tướng,
Thầy tôi thì nhiều lắm, thậm chí anh em học viên cũng là thầy tôi luôn á, anh em học viên cũng là thầy tôi luôn, tại vì những cái mà những cái trải nghiệm của các bạn á, nó làm cho tôi rút được nhiều kinh nghiệm, là những cái vị thế của chính các bạn chia sẻ lại để tôi cố vấn về tài khoản, nó làm cho tôi học được nhiều kinh nghiệm. Còn nếu mà hỏi về thầy thầy ở những lĩnh vực nào, ví dụ như học về nhân ứng thì tôi khuyên là học thầy Quân, Trần Quân. Okay. Còn học về dịch lý thì tôi khuyên là học thầy Trần Quốc Thái, dịch học sĩ Trần Quốc Thái, truyền nhân đời thứ ba của dịch học Việt Nam. Đó thì tùy các bạn học môn nào, học theo cái gì các bạn hỏi thì tôi sẽ chia sẻ. Chứ bây giờ hỏi chia sẻ những người thầy với tôi thì nhiều lắm, nhiều lắm. Thầy cho em hỏi, thường xác định đỉnh đáy thì nên lấy râu hay đáy điểm giá đóng cửa? Giá đóng cửa của nến, thường tôi sẽ lấy cái giá đóng cửa, tôi sẽ lấy giá đóng cửa đó. Tại sao tôi không lấy râu? Tại vì các bạn chưa hiểu về Bitcoin, các bạn không biết có một số cái trường hợp cái râu đó nó không có giá trị, không có giá trị, nó không có sức mạnh, không hiểu nôm na như vậy. Nếu các bạn lấy giá đóng cửa thì giá nó vượt lên râu thì các bạn vẫn trúng, nhưng nếu các bạn lấy râu mà giá nó về giá đóng cửa thì các bạn fail, đúng không? Thì tôi hỏi các bạn muốn muốn khớp lệnh TBSL, muốn khớp lệnh NG, hay các bạn muốn ra cho đúng cái đỉnh với cái đáy của nó mà đi lấy râu? Tôi nghĩ một câu hỏi một cái câu trả lời này nó hết sức là đơn giản luôn, các bạn thử sức các bạn nghĩ ra, đúng chưa? Còn nếu mà hiểu chuyên sâu và biết cọt, các bạn sẽ phân biệt được cái râu nào có hiệu lực, cái râu nào không có cho. Em hỏi thầy đã làm gì để trở thành một trader pro như hôm nay và bắt đầu lại từ đầu sẽ bắt đầu như thế nào? Thua nhiều, chơi nhiều, lao vào, chỉ có lao vào bóng tối thì mới thấy được ánh sáng, không thấy ánh sáng lao vào bóng tối thôi. Tâm huyết, kiên trì, học. Rồi cái giai đoạn, cái câu hỏi này sáng nay có một bạn, học một bạn cộng đồng thì phải, cũng có hỏi có bạn hỏi thì tôi nói với các bạn thời gian này các bạn vào là các bạn xác định học, mới tìm hiểu thị trường thì các bạn xác định là học kinh nghiệm, chứ các bạn đừng nghĩ là các bạn kiếm được tiền. Tại sao tôi phải nói cái này, là bởi vì nếu không nói cái này các bạn nghĩ các bạn kiếm được tiền, các bạn bỏ, các bạn đánh 100, 200, các bạn ăn được 300, 400, xong các bạn tán vô 1.000, 2.000, các bạn cháy. Phải khi nào mà các bạn đánh qua một 300 lệnh đó, các bạn mới quay lại, các bạn mới hay tự tin. Còn chưa trải qua 300, 500 lệnh trade rồi các bạn quên chuyện mà các bạn kiếm tiền thôi cái đi. Thậm chí của nó 500 lệnh thì còn ít đó. Đối với anh em học viên thì ít nhất cũng phải là 300, 300 đến 500. Còn đối với cộng đồng thì không có một cái người người đi trước họ dẫn dắt đi đúng hướng thì cũng nghĩ các bạn qua 1.000, 2.000 là được. Rồi, đâu? Để xem còn câu hỏi nào nè. Em muốn hỏi không xài Sonic R, nếu em vẽ Elliot thì có cách nào giao dịch hiệu quả hay không? Có, em phải là chuyên gia của Elliot. Hay chưa? Đó. Em phải là chuyên gia, nó tùy em không muốn dùng Sonic R thì tùy em, có người dùng Ichimoku vẫn được mà, hoặc có người dùng Trendline vẫn được mà. Đó. Cái vấn đề ở chỗ là các bạn cần phải tìm hiểu qua từng cái đó. Khi các bạn tìm hiểu đủ nhiều rồi, một ngày đẹp trời các bạn sẽ nhận ra được ưu khuyết điểm của những cái trường phái đó, và tự nhiên mặc nhiên các bạn sẽ có sự sàng lọc nên dùng cái nào và không nên dùng cái nào. Còn bao nhiêu khi bây giờ tôi nói á, các bạn cũng sẽ chưa cảm nhận được, và nhất là đối với đám đông họ bị một cái bệnh, là gì? Họ ở một cái, họ giống như con cá vàng ở trong một cái chậu nhỏ, họ ngại thay đổi cái chậu to hơn, chính vì như vậy cho nên họ không dám nhảy qua một cái chậu khác, họ sợ nhảy qua một cái chậu khác, nhảy khỏi cái chậu đang ở họ sẽ bị mắc cạn, họ sợ. Nhưng thực tế ở bên ngoài có rất là nhiều cái chậu to hơn, họ sợ, chính vì như vậy cho nên họ đánh cái gì đánh trung thành khác cũng có, cứ luyện đi, luyện dừng dừng mọi thứ đều trải nghiệm. Mà trước đây thì tôi, tại vì trước đây tôi cũng như các bạn thôi, tôi luyện nhiều lắm, Trendline, nến, Sonic Era, Ichimoku, đúng không, Reaction đấy. Sau này mãi sau này là tập trung về về viết cọt BSA. Tôi mới up một cái file, sách phụ huynh màu của một người bạn sáng nay tặng tôi. Nó tặng tôi hai quyển, lần một quyển là của bên anh Thái Phạm, anh viết thì tôi cũng đã có file cứng, tôi có quyển cứng đó rồi, còn một quyển nữa là quyết cọt 2.0 in màu rất đẹp, thì cái quyển đó có đánh giá nó hay hơn. Tôi có scan ra, hình như chỉ up bên học viên thôi chứ không mất cộng đồng. Cái quyển đó nó là gốc,
nó là hầu như là khá đầy đủ. Đâu để xem câu hỏi nào hầu như tương đối rồi nè. Em đánh còn ít 100 canh chạm cũng tốt, bạn đánh ít 100 cũng được, sẽ giúp cho bạn cảm giác rất là tốt, nhưng vấn đề là hao tiền lắm, hao tài sản lắm, rất là dễ chị cháy. Cũng giống như bạn đang chập chững, bạn đang tập lái những chiếc xe đạp hai bánh mà bây giờ có một người đưa cho bạn một cái chiếc mô tô để bạn chạy gì đó. Thì bạn nghĩ đi, rủi ro nó cao hết. Nếu mà xác định được như vậy thì giảm rủi ro xuống bằng cách là vẫn chạy nó, nhưng mà đi vô lương tiền ít thôi, học kinh nghiệm cảm trạng. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta vào tiếp cái phần số 2 ha. Phần số 2, nội dung phần số 2, để ý để tôi tắt cái đường link cho bên cộng đồng của nó khỏi zoom vào nữa, khỏi cho anh vào nữa. Anh em ai ở ngồi thì ở yên ở chỗ đó, hoặc là ai trong group chat cộng đồng thì mới có đường link. Thì cứ xóa rồi không cho vào cộng đồng nó vào nữa. Lo nhòi lắm. Được chưa? Tôi gửi cái đường link lên đây nè. Lo mà lưu lại. Cứ xóa đó. Chúng mình cứ xóa bên trên channel á, là của nó hết vô được rồi đó. Đáng là bị out ra, ai bị kích là khỏi vô luôn á. Các bạn hỏi MA34 và 89 áp dụng với thị trường nào? Tất cả các thị trường luôn. Đến nỗi nếu như một bất động sản mà có một cái chạc bạn mở ra Sonic R, bạn cũng xài được nha. Xài được. Cái đó áp dụng Sonic R 34 và 89 áp dụng cho vàng, bạc, coin, forex, chứng khoán, tất cả. Mà không tin bạn bật cái Sonic R lên, bạn nhìn bạn thấy nó có phản ứng hay không, biết liền cái gì. Tự có cái trả lời liền gì, bật cái Sonic R lên. Sức mạnh của nó đến thời điểm này, nếu mà nói về EMA đường trung bình đó, thì có hai cái công cụ sức mạnh hầu như là cực chuẩn, cực nhạy. Một là Ichimoku với sức mạnh là Fibonacci 50. Hai là Sonic R với sức mạnh là tỷ lệ vàng. Ok chưa? Và nó cũng là nhịp sóng của Elliott luôn. Chính hai cái đó là cái sức mạnh. Còn tất cả những cái kiểu mà MA50, 100 gì đó, tôi hỏi đó, cái nó cứng họng liền. Tôi hỏi tại sao phải dùng 50 mà không dùng 51? Tôi thích con số 41 và 44 nó đẹp hơn thì sao? Tôi muốn dùng hai số đó được không? Tại sao phải dùng 50 hoặc 100, 200? Hỏi nó thử đi, nó trả lời được không? Cứng mẹ nó miệng liền. Bảo đảm các bạn luôn á. Cho nên còn ai mà hỏi tôi IG, cô nói cho nghe. Ai mà hỏi tôi Sonic R để cô nói cho nghe. Xài là phải biết lý do mới xài, chứ không phải là nhắm con mắt cứ theo ông thầy bà nào đó nó nói xài gì xài đó. Không toan hết. Cái cách của tôi học, tận gốc sâu vấn đề luôn. Khi các bạn đào sâu được vấn đề, học tận gốc rồi á, mọi thứ nó nằm trong đầu các bạn, đố thằng nào lấy ra được. Thật luôn á. Chứ khi bạn mất trí nhớ thôi, chứ tài sản nó nằm trong đầu rồi, coi như không nào lấy ra được. Ok. Các bạn hỏi rất hay là trong giai đoạn cảm chạc thì nên theo dõi một con hay là nhiều con? Bạn nên theo dõi một hai con thôi. Bạn theo dõi một hai con thật là vững. Nó cảm chạc nhanh lắm. Đừng có ở đám đông bên ngoài nó bị một cái bệnh đó, là nó học ví dụ như sau nó R Ichimoku, nó học cái gì đó các kiểu. Sau nó mở con này không có, nó mở qua con khác nó soi, nó mở tới con ít nữa nó soi, cứ như vậy á. Mà nó quên một điều là giống như cái việc mà nó đi, nó dùng một chiêu mà nó đi tán cô A, cô A không thành, nó tán cô B, tán cô C, cô D. Nhưng mà chỉ mỗi cái việc của nó là nó cố gắng, nó tìm hiểu cái cô A đó thật là vững, vậy nó chinh phục được rồi. Mắc cái gì phải dùng đúng cái chiêu đó để tán bao nhiêu cô. Nó đơn giản như vậy đó. Thầy kể về hoạt gen đi, không kể em. Hoạt gen anh nói cho em nghe luôn, là nhóm học viên còn chưa học nữa. Cái môn phái chiêm tinh còn chưa học nữa, cho nên bên cộng đồng các bạn quên đi. Và bên học viên tôi cũng, cô sẽ dạy cái phần chiêm tinh học đó, về trường phái đó, của gen, của Fibonacci Time Zone, của sức mạnh 369. Các bạn vừa rồi thấy cái clip của Miss Ruby có nói về 369 của Scala đúng không? Đó, chiêm tinh học nó có liên quan đến 369 đó. Thì những cái đó là chỉ có offline thôi, chứ học viên cũng không được học online nữa. Cho nên các bạn đừng hỏi những câu phí đó. Đừng hỏi những câu phí đó. Never. Bây giờ đã học Sonic R mà bên cộng đồng của nó còn muốn máy, còn mọc nanh, còn làm đủ trò các kiểu, thì làm sao tôi chia sẻ những cái cao, những tầng bậc cao hơn cho tụi nó nữa, để tụi nó đi giết cộng đồng hả, để tụi nó nguy hiểm hả? Forget đi.
Đấy. Ok. Đúng rồi, các bạn nói số học có một đạo, thực ra nó không phải là đạo, nó là khoa học. Nó là khoa học. Nó không phải là đạo. Đạo Pythagore, có người gọi là Pythagore, có người gọi đó là đạo, nhưng đối với tôi đó là khoa học chứ không gì. Ok, chúng ta sẽ hôm vừa rồi buổi 1 chúng ta đã tìm hiểu về cái thị trường sơ khai đúng không các bạn? Chúng ta đã tìm hiểu về thị trường sơ khai thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái cao hơn một tí của cái việc sơ cấp của cái bước kinh tế vĩ mô sơ cấp. Ok chưa? Buổi 1 vừa rồi học nhẹ nhàng mà kiến thức cũng nhẹ mà đúng không? Đâu có gì là rối rối đâu. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi buổi 2 ha. Buổi 2 bây giờ chúng ta buổi 2 là đâu để xem. Thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nền kinh tế vận hành và những cái nơi có thể kiếm được lợi nhuận, rồi kỹ giúp mấy anh em hiểu và không bị mất tiền ở một số thị trường. Ok chưa? Rồi một số nguyên tắc tài chính giúp cho tài khoản luôn và mãi luôn dư. Đó, thì cái phần sau không biết có chia sẻ kịp hay không. Và chúng ta bắt đầu luôn ha. Ok chưa? Anh em ngồi nghe ngắn hết chưa? Rồi mấy ông nào mà còng ngầm lo nhoi ráng lặn cho kỹ nha. Có quậy cũng để cuối buổi quậy nha. Hiểu không? Để ít ra học được kiến thức xong rồi chửi nó thì nó kích ra mình cũng lượm được cái mình bỏ bỏ về đúng không, chứ giờ lên sớm quá thì mấy thằng admin nó kích mẹ ra thì mang nhục có vô lại được đâu, cho nên khôn phải lanh đúng không? Không đúng không, tôi thẳng thắn lắm, mọi thứ tôi đưa lên bàn cân hết đó. Tôi dạy đối thủ tôi nhiều lắm, tại vì đối thủ tôi nguy hiểm thì tôi càng tốt tôi càng vững, nhưng mà nhiều khi có vài đứa nó cũng chả phải là đối thủ của mình. Bây giờ chúng ta vào cái file này, thì tôi sẽ share cho anh em cộng đồng luôn, nhưng mà nó sẽ là một cái phần nào đó, tại vì tôi sẽ ẩn lại một số cái nó hơi tế nhị chứ lung tung, cũng nhiều thành phần nó dùng cái đó mà. Rồi chúng ta đi tiếp ha, chúng ta đi tiếp ha. Vừa rồi chúng ta đã qua cái cơ bản về cái câu chuyện mà tiền tệ nó lưu hành đúng không? Đây là những cái slide nè, tiền tệ lưu hành cái này anh em mình biết hết mà đúng không, phần một chúng ta nghe hết rồi đúng không ạ? Đó, ông nào đang cái nói luôn cái clip này không public đâu đó, ông nào tranh thủ ghi hình đi nha. Rồi ở cái slide tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu là đối với mỗi cái nước chính phủ họ phát hành tiền á, chính phủ là cái người nắm quân đội nhà cái lớn nhất, những bàn cãi. Nhưng nếu như muốn quốc gia giàu mạnh bắt buộc phải có cái tiền tệ lưu hành thì chính phủ thì không cái nào không không giỏi về kinh tế, phải có những cái chuyên gia, những cái người thật sự mà ở mặt trận về về kinh tế họ về họ làm, cho nên mới sinh ra một cái gọi là cái băng ngân hàng trung ương, hình như không, thì cái ngân hàng trung ương á là một thôi, nhưng mà có những cái nhánh là ngân hàng thương mại. À, ngân hàng thương mại này như những cái cánh tay, những cái đứa con của ngân hàng trung ương nhưng thì những cái đứa con của ngân hàng trung ương hỗ trợ ngân hàng trung ương, tại vì ngân hàng trung ương và chính phủ. Vừa rồi có một bạn học viên hỏi một cái rất là hay, anh ơi tại sao có lúc nói ngân hàng chính phủ là cây trái cây là cây trái đắc lực, là cây là cây trái của ngân hàng trung ương, hoặc là ngân hàng trung ương lại là cây trái của chính phủ, thực ra hai thằng là một, chỉ có các bạn là đang hiểu là nó là hai thôi chứ thực ra hai là một, ở đây là mặt trái, đây là mặt phải. Không? Nếu các bạn muốn, nếu những cái người thân nhân thì ok có cái mặt của ngân hàng trung ương nói chuyện, còn nếu mà bọn lâm cơm bạo động phản động lu bu su bu thì có ông chính phủ dùng cái mặt của quân đội nói chuyện, hiểu không? Cho nên hai này là một đúng không ạ? À? Có nó một cái bình bình dân học vụ như vậy nè, ví dụ các bạn đi làm ăn với một thằng nào đó mà các bạn nhìn vô nó các bạn thấy các bạn dùng khí không, các bạn dám làm không, dám không? Phải nhìn vô nó thấy nó có tiềm lực tài chính, nó biết làm kinh tế, nó biết làm kinh doanh, nó dám làm gì với nó chứ đúng không? Cho nên các bạn đang hiểu ở đây là một, và chính phủ nào cũng như vậy đó, không phân biệt, hầu như tất cả các chính phủ của quốc tế quốc gia nào cũng như vậy, anh hiểu không? Vậy thì lúc đó nếu như chính phủ muốn quốc gia phát triển ok chưa, thì ngân hàng trung ương và chính phủ sẽ phối hợp với nhau, một người tay trái người tay phải đấy, in tiền tăng lãi suất hạ lãi suất bơm tiền, ngân hàng trung ương sẽ nhận cái lệnh của chính phủ để phát triển kinh tế, sau đó ngân hàng thương mại nhận cái khoản tiền này bắt đầu đi đi làm kinh doanh, được chưa? Đó là cái quy trình là nó như vậy đấy. Rồi tiếp, hôm trước chúng ta
Học đến phần này cho coi. Đây, nói về phép. Nói về phép thì một thế lực tư bản cực giàu, nó có nhiều tài sản ở khắp cái địa cầu này. Hôm trước chúng ta học cái câu chuyện của Rothschild đúng không? Rothschild đúng không? Thì nó hình thành như vậy á. Nó là một cái thế lực. Và sau này cái câu chuyện của Rothschild nó hình thành ra nhiều cái gia tộc. Và hầu như những gia tộc đó bắt đầu đi mua những cái tập đoàn lớn, công ty lớn rồi là thâu tóm á. Và nó có một cái quyền nhất định, một cái quyền, một cái vị trí, một cái địa vị nhất định ở những cái công ty tập đoàn. Bắt đầu có rất nhiều tài sản. Và tài sản của nó trải dài khắp cả cái địa cầu này luôn. Nhưng mà họ không chấp nhận là tài sản của mình bị mất giá trị. Hiểu không ạ? Họ không chấp nhận tài sản của mình bị mất. Họ ngày một củng cố tài sản. Tại vì họ mà không củng cố tài sản của họ thì một thời gian sau thằng khác nó sẽ lụm, nó sẽ xử mình. Đó là nguyên tắc trong ngành tài chính này. Cũng giống chúng ta đi học trade, chúng ta mà cứ ị ạch, cứ học một phương pháp ngoài hoặc là cứ như vậy ngoài không thay đổi, mỗi ngày không học kiến thức thì dần bị đào thải. Cả những ông admin luôn cứ ngồi cứ lơm cơm với những cái kiến thức của mình, cứ gọi là tự hào với những kết cũ của mình đi, thời gian sau thế hệ sau nó đào thải mình luôn đấy. Bắt đầu những cái người này nè, họ không muốn tài sản mình bị mất giá trị, cho nên buộc họ phải nắm phát hành tiền trên trái đất này, đúng không? Cái gia tộc Rothschild á, hành tiền trên trái đất này. Đây, chính phủ vay ngân hàng trung ương thông qua cái giấy nợ. Ở cái cơ cấu này các bạn hiểu như thế này, cái cơ cấu này ở những cái nước như Mỹ cơ bản thì thằng Fed á là độc lập. Đây cái slide này. Các bạn hiểu thêm về Fed này. Đây. Fed không thuộc thành phần nội các của chính phủ Mỹ nha. Nhiều người ta nói là Fed là trong thành phần nội các của chính phủ Mỹ gì đó, sai, hiểu sai. Từ đời khởi nào Fed đã tách biệt ra khỏi chính phủ Mỹ rất lâu rồi. Và chính phủ Mỹ không được quyền control Fed luôn. Nhưng ngược lại, Fed được quyền control. Tại vì sao? Thằng nào in tiền nó nói chuyện, thằng đó cầm quyền. Nó chơi vậy đó. Cho nên Fed không thuộc thành phần nội các của chính phủ Mỹ mà độc lập riêng với chính phủ Mỹ. Thống đốc ngân hàng trung ương của Fed được Quốc hội Mỹ bổ nhiệm. Mặc dù cái ông thống đốc này là được tổng thống Mỹ đề cử, nhưng đề cử còn cái câu chuyện là có đắc cử hay không lại là do Quốc hội. Ok chưa? Quốc hội là cái người mà quyết định bổ nhiệm lên. Rồi Fed nó sẽ dùng cái công cụ, nó sẽ dùng cái công cụ là lãi suất để nó, và cái công cụ lãi suất này á, nó nằm trong cái chính sách tiền tệ của Fed. Đấy. Đó là đối với những cái nước như Mỹ, châu Âu, những cái nước có ngân hàng trung ương độc lập tư bản, nhìn chung là như vậy. Nhưng đối với Việt Nam thì khác. Việt Nam thì hai cái này mật thiết hơn, không độc lập mà là một. Chính vì như vậy cho nên chúng ta, các chính sách của nền kinh tế chúng ta rất là nhất quán. Đó là cái hay á. Đó là cái hay, tại vì sao? Ở đây là nắm quyền lực nè. Ở đây là nắm tiền nè. Nếu mà cấp hai thằng này ra rất là mệt. Cấp hai này ra rất là mệt, mà hai cái này là một thì mới là ngon, hay là một nhà mới là ngon. Cái gì nó ra cái đó một hướng một. Ok chưa? Rồi chúng ta đi tiếp. Ví dụ đối với Fed thì bắt đầu thằng ngân hàng trung ương nó in tiền ra. Nó in tiền ra nè. Đó. Đâu chính phủ sẽ vay cái ngân hàng trung ương bằng giấy nợ, tức là trái phiếu, và đồng thời sẽ phải hứa là sẽ phải thu cái tiền thuế của dân trả ngược lại cho thằng Fed. Ok chưa? Thằng Fed nó nhìn cái bản thảo đó, nó duyệt cái bắt đầu nó in tiền ra. Nó in tiền ra nó cho thằng chính phủ. Nó cho thằng nó in tiền ra theo cái đề xuất của chính phủ, bắt đầu tung tiền ra ngoài thị trường. Thời gian sau chính phủ phải có trách nhiệm đi thu tiền thuế về trả lại cho nó. Vậy thì thằng nào làm chủ? Đúng không? Chúng ta nghe đến đây chúng ta đầu suy nghĩ là ủa thì thằng nào làm chủ ta? Đúng không? Và nó in tiền, nó cần thì nó in. Còn cái việc là đi thu nợ có thằng khác lo rồi. Thằng này nó có quân đội, nó có hệ thống, nó lo hết rồi. Đúng không? Vậy thì ai là chủ? Nghiệm lại xem ai là chủ. Đúng không ạ? Nhưng mà nhìn chung á, chúng ta sẽ thấy là gì? Nhìn chung tiền được đổi bằng tài sản và dịch chuyển phân tầng cuối cùng về một nơi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhìn chung cái tờ giấy, cái đồng bạc xanh nó in ra, nó được quyền đổi những cái mà nhà các bạn đang có, tài sản các bạn đang có. Ok chứ, ví dụ bạn đang có công ty đúng không? Nó hỏi 1 triệu đô bán không?
không bán, mình nó không bán. Công ty tao phải là 10 triệu đô, nó nói đợi con chút về tao in 11 triệu đô tao trả cho mày luôn, bo luôn 1 triệu đô, tại vì tiền nó được quyền nó in ra mà, anh hiểu không? Nhưng mà một thời gian sau nó in ra nhiều quá thì bắt đầu người dân sẽ không happy, là bởi vì người dân cảm thấy tiền ở bên ngoài nhiều quá, ai cũng có tiền mua hết và có nhiều người có tiền hơn mình nữa, cho nên có những cái mà mình không mua sớm thằng khác nó trả giá cao hơn nó mua. Chính vì như vậy cho nên bật giá đẩy lên nó tạo lạm phát. Đó là cái hệ lụy mà một khi lạm phát rồi mà không xử lý là dân nó bạo loạn, dân nó bắt đầu nó dân Mỹ mà nó cự lại chính phủ, nó bạo loạn, nó làm các kiểu. Ok, do để các anh em hình dung thì băng ngân hàng trung ương in tiền khi khủng hoảng cận kề kích thích nền kinh tế, còn lúc mà cái nền kinh tế phát triển thì nó sẽ không in, thậm chí nó thu tiền ngược về lại, có nghĩa là nó sẽ in khi nó cảm thấy người dân đang không hoạt động kinh doanh ổn, đang nghèo, đang cần tiền để tài trợ để làm một số thứ thì nó in. Nhưng mặc nhiên luôn, chắc chắn các bạn 100% luôn, khi nền kinh tế nó phát triển lên rồi thì nó sẽ thu tiền lại, nó phải thu bớt tiền lại để nó tránh lạm phát, cái lượng tiền ở ngoài nhiều quá nó bắt buộc phải thu lại. Đấy. Có bạn hỏi tại có bạn vừa rồi có hỏi có một bạn hỏi là tại sao anh ơi vậy thì nó in ra nó thu lại làm chi cho nó cực vậy, thu lại tại vì nó mà không thu lại lạm phát tăng cao người dân bất mãn thì hình dung không, thì lúc đó xảy ra bạo động, nó dính đến chính trị, nó dính đến chính trị đình công. Các bạn hình dung đã, ví dụ như bây giờ nói đâu xa ở bên nói Mỹ đi, bây giờ giá xăng tất cả các thứ mà tăng, tụi nó chỉ cần của nó không chạy taxi thôi, nó không chạy giao thương này nó ngưng là một cái thôi là phải đình công không, thì có phải là nó ảnh hưởng tới nhiều cái không, cho nên chính phủ Mỹ là sợ cái việc đó bắt buộc sẽ phải tăng lãi suất hút tiền về để cân bằng lại, hạ nhiệt lại cái lượng tiền đang còn lại còn còn động còn động ngoài thị trường. Ok chưa? Thì vấn đề là tiền tiền giấy chiếm bao nhiêu phần trăm lưu thông, cái này nó tùy thuộc vào mỗi quốc gia. Ví dụ như ở Mỹ á, tiền giấy nó chỉ chiếm có 3%, các bạn nghe các bạn sẽ giật mình đó, chỉ có 3% mà, nhưng mà 97% nó là tiền tín dụng, tiền tín dụng, tiền tín dụng. Còn ở những cái nước khác như Đông Lào thì 30% là giấy mà 70% là tín dụng. Tại vì chúng ta nhìn thấy Mỹ tiền tín dụng nó rất là nhiều. Thế nào gọi là tiền tín dụng? Là bởi vì cái tiền đầu tiên in ra lưu thông nó là tiền giấy, thời gian sau sẽ có nhiều người người ta muốn xài nhiều hơn, người ta có tài sản mà, người ta đã thế chấp, hiểu không? Ví dụ căn nhà 1 triệu đô, người ta thế chấp, người ta nhận được 70% giá trị căn nhà đó, thì tài sản thì người ta dùng cái tiền đó bắt đầu người ta đi giao dịch qua lại, và vô tình cái tiền thật thì ít mà cái tiền mà đi cắm vô ngân hàng để thế chấp để có tiền đi mua thêm căn thứ hai căn thứ ba chẳng hạn thì nó nhiều, cho nên cái tiền tín dụng là nhiều. Đây chưa? Đó, anh em nắm có hai loại tiền nha, cái này nó khá quan trọng đấy, tại vì về phần sau chúng ta sẽ phân tích là khả năng cái gì nó sẽ sập, cái gì nó sẽ sập, thì coi cái tiền đang cái phần tiền nó đang nằm ở đâu, nó bị rút về thì nó sẽ sập ở đâu đó, cho nên phải nắm rõ cái này. Rồi tiền giấy thì được tung ra từ thực tế sản xuất nền kinh tế, có nghĩa là ở trong cái nền kinh tế đang tồn tại, nó sẽ tính như vậy, nó sẽ tính ông bán gà bao nhiêu sản phẩm, ông bán dịch bao nhiêu sản phẩm, ông tạo sản xuất bao nhiêu sản phẩm, nó cộng cộng lại xong nó tính ra được con số thì nó in tiền ra, cái đó là tiền giấy được tung ra. Nhưng mà còn tiền tín dụng thì nó khác. Khác, nó được tung ra từ cái việc thế chấp tài sản hay còn gọi là cơ chế bán phần, có nghĩa là anh muốn có anh đang có 100 triệu đúng không, anh muốn mua căn nhà 1 tỷ, ok chưa, thì anh phải cần vay 900 triệu, tại vì anh phải có được một cái tài sản mà 70% của nó trị giá 900 triệu, có nghĩa là phải có tài sản hơn 900 triệu ấy. Thì nó mới cho anh vay. Bây giờ thì cái đó là tiền tín dụng đó, thành dụng giờ tiền vay nó nôm na là tiền vay đó. Thì dần dần một cái nền kinh tế mà hình thành sơ khai với cái tiền lưu thông bình thường, nó làm một thời gian, nó vận hành một thời gian xong rồi sẽ lòi ra một cái là có nhiều thằng giàu, và những thằng giàu đó nó sợ là giàu chậm, nó muốn giàu nhanh hơn, cái nó mới lấy tài sản của nó, ví dụ như nó có một căn nhà nó muốn có 2 căn 3 căn cơ, thì nó lấy 1 căn nó đi cắm để nó mua căn thứ hai, nó mua căn thứ hai thì bây giờ nó có 2 căn, mặc dù 1 căn thứ 2 đang trả góp, nó lấy 2 căn đó đi cho người ta thuê, thì thành ra cái thằng mà thuê á, những cái người thuê thì lại đi trả tiền cho nó, đi trả góp giùm cho nó ráng nó gồng sau 1 năm 2 năm thì nó lấy được cái căn thứ hai, sau đó lại lấy 2 căn nó đi cắm ngân hàng nó mua
4 căn, nó mua thêm 2 căn thành 4 căn và nó cứ làm như vậy. Thì đại loại như vậy đấy. Nó sợ giàu chậm quá khi mua bất động sản thì nó dùng, nó cấm cái đó, nó chơi Bitcoin, nó chơi chứng khoán, đúng không? Nó đầu tư chơi BO. Nó muốn giàu nhanh mà. Đó, cho nên nó sẽ sinh ra cái việc đó. Vậy thì nhìn chung chúng ta, cái góc độ chúng ta nhìn chung, chúng ta thấy là khi nền kinh tế nó vận hành thì một thời gian sau nền kinh tế mua bán giao thương với nhau vận hành thì sẽ lòi ra những cái người muốn giàu nhanh, nó sẽ nhảy vào đầu tư. Mặc nhiên nó nhảy vào đầu tư, mà muốn đầu tư bắt đầu là dùng đồng bảy. Đó, nó cứ như vậy. Nhưng mà vô tình hình dung ra dần dần thì một cái lượng tiền, các bạn thấy một cái lượng tiền khổng lồ luôn, nó đang tồn tại ngoài xã hội, đúng không? Cái lượng tiền này gồm có tiền giấy thì ít, mà tiền nợ vay thì nhiều, đúng không ạ? Tiền nợ vay thì nhiều, đúng không? Vậy thì nếu một ngày đẹp trời mà cái tiền nợ vay này á, ngân hàng nó không cho vay nữa. Ví dụ bạn đang có cái căn thứ hai, bạn đang cấm ngân hàng bạn trả nợ, đúng không ạ? Bạn đang trả gồng lãi trả cho nó. Bây giờ bạn muốn mua căn thứ ba, hoặc là bạn đang cần tiền, bạn muốn cấm bất động sản căn thứ hai, nó không cho nữa, nó không nhận nữa, nó nhiều quá nó không nhận, nó không còn cái gói kích cầu nữa, nó không còn gói hỗ trợ nữa, nó không nhận. Lúc đó là gì? Không có tiền. Mà chẳng những nó không nhận xong rồi nó còn tăng lãi suất, nó nói bây giờ tao cho mày vay mua căn nhà đó một năm á, bình thường mày trả 5,6%, đúng không? Bây giờ tao thay đổi ý rồi, tao muốn mày phải trả 10%, đúng chưa? Vậy thì lúc đó muốn trả được 10% thì bắt buộc nó phải có cái, mình phải có cái bất động sản, mình có thu nhập khác, mình bù vô khoản tiền đó. Nhưng mà bây giờ đã không có rồi, bắt đầu bị xiết, trả không được thì bị xiết. Thì thành ra mình đang có một căn, mình cấm ngân hàng, mình có căn thứ hai, bây giờ đang trả chưa xong căn thứ hai, chưa ra sổ nữa, thì làm sao cấm ngân hàng ra được nữa. Bây giờ tự nhiên nó tăng lãi suất, hoặc là nền kinh tế bất ổn gì đó, cái không trả nợ được căn thứ hai, đúng không? Thì không trả nợ được căn thứ hai, nó siết mẹ luôn căn thứ một luôn, tại vì căn thứ hai được dựa trên cái thế chấp tài sản của căn một, thì thành ra chúng ta trắng tay mẹ luôn nếu mà bị thanh lý hợp đồng, thanh lý cái khoản nợ đó, thì thành ra mất mẹ nó hai căn luôn, đúng không? Nó giống như cái việc đòn bẩy anh em chơi marine á, EB lên cái là ăn ngon, xuống cái là ngập mặt chết luôn, thì nó y chang như vậy. Vậy thì nếu như một ngày đẹp trời mà cái lượng tiền này nó bị ngưng lại, nó không cho vay nữa, hoặc nó bắt đầu nó chơi cái trò nó thanh lý tài sản, thì lúc đó sẽ xảy ra một cái hiện tượng rất là khủng khiếp, là cái bong bóng tiền này nè, cả cục tiền này, tiền giấy thì ít mà tiền tín dụng thì nhiều, thì cái tiền cái tín dụng này nó bị ngưng lại, không bơm vào nữa và nó bị xì hơi ra, lúc đó thị trường nó sập, được chưa? Cái đó các bạn có thể tham khảo cái câu chuyện cú sập của thị trường năm 2008, thị trường chứng khoán bất động sản 2008 ở Mỹ, hình như về cái đó. Được chưa? Cái này chắc mình sẽ lướt qua thôi. Những cái này thật ra là cũng đã chia sẻ với các anh em nhiều rồi. Để mình xem. Đây, cái này chắc cũng lướt qua, nó sẽ mất thời gian, các anh cũng học rồi đúng không? Tác động dòng tiền vào giá. Ok, tác động dòng tiền vào giá. Giá bất động sản, chứng khoán, BKC là tài sản không tạo ra từ sản xuất, mà là từ đầu cơ, đầu tư tăng hay giảm dựa vào cái lượng tiền tín dụng của máy tính in ra. Nó đến ở cái phần này có ai không hiểu không ạ? Ai không hiểu không ạ? Có phải là rõ ràng những cái phần mà bất động sản, chứng khoán, BKC là những cái khoản đầu tư á, hầu như những cái người mà đầu tư vào trong thị trường này á, là họ toàn dùng đòn bẩy, họ toàn dùng vay mượn, đúng không ạ? Họ toàn dùng những cái đó họ đầu tư vào không à? Đó. Cho nên cơ bản những cái trò game đầu tư này mà nó tăng hay giảm thì nó phụ thuộc vào một cái lượng tiền tín dụng từ máy tính. Ví dụ các bạn có biết là cái thị trường marine, ở trong thị trường marine này, là ở trong cái thị trường tài chính này á, cái thị trường marine nó to cỡ nào không? Có ai đoán ra không? Có ai đoán là thị trường marine nó to cỡ nào không? Tức là đòn bẩy đó, tức là đòn bẩy tiền tín dụng, là tiền vay mượn của sân sàn để đánh marine á. Ở đây thị trường marine, ở đây là thị trường cả về chứng khoán của thế giới, của Việt Nam, của Forex, của Coin luôn, tất cả những cái đó gọi là thị trường marine ấy. Các bạn nghĩ có ai đoán đúng được cái thị trường đó to cỡ nào không? To nhất đám, đúng rồi. Đây tôi cho các bạn xem. Đây là sức mạnh của các thị trường. Các bạn biết cái thị trường
top đầu của thế giới này, đó là thị trường về marine future, phái sinh đầu bảy vân vân mây mây. Thị trường đó là 1.200.000 tỷ đô, triệu 200.000 tỷ đô, tính top 1. Top 2 đó là thị trường bất động sản 220.000 tỷ đô. Vậy thì cái thằng top 1 nó cách biệt với thằng top 2 gấp 6 lần, đúng không? Khoảng cỡ 6 lần, đúng không ạ? Rồi top 3 nó mới tới là trái phiếu với vốn hóa là 130.000 tỷ đô. Trái phiếu, đúng chưa? Tại sao mình chỉ chú trọng vào cái thị trường trái phiếu này, là bởi vì đây là cái tài sản nó được gọi là khá an toàn, khá an toàn. Còn cái câu chuyện mà ở future và ở bất động sản nó là rất là rủi ro. Tại vì bất động sản cơ bản, hồi nãy chúng ta học ở phần đầu, nó là hình thành dựa trên cái bong bóng, dựa trên tiền vay, hình như bong vay. Cho nên nó có thể nó xảy ra hiện tượng thiên nga đen bất kỳ lúc nào. Ở đây có ai không biết được thiên nga đen không ạ? Cho số 1 nha. Ở đây có ai không biết được thiên nga đen cho số 1 không? Giải thích nhanh nha các bạn. Có ai biết rồi thì thôi. Nhiều vậy luôn hả? Nhiều người không biết thiên nga đen, nghe thiên nga đen mà không biết, mà trước giờ nghe hoài đúng không? Mà không hiểu đúng không? Thiên nga đen nó là như vậy nè. Thiên nga đen các bạn hiểu hình dung như vậy. Thiên nga thì chỉ có màu trắng thôi. Hồi đó chúng ta chỉ biết màu trắng thôi đúng không? Một ngày đẹp trời, cái người dân người ta phát hiện là ở bên Canada hay Úc á, như Úc á, thiên nga nó màu đen. Người ta phát hiện các bạn nói thiên nga bị dầu tràn không phải nha. Người ta ra Úc người ta phát hiện thì ra là thiên nga nó có màu đen. Cho nên người ta nói là hồi đó giờ tưởng thiên nga màu trắng, xong thực ra nó vẫn có còn tại màu đen. Rồi nó liên quan đến gì? Đến cái câu chuyện mà thị trường sập là nó thiên nga đen. Tức là gì? Tức là bản chất thiên nga là nó có màu đen, do chúng ta đang hiểu nó có màu trắng. Hình dung không? Cho nên một ngày đẹp trời mà các bạn thấy một cái gì đó, các bạn cứ nghĩ nó rất là đẹp, rất là tươi đẹp thì nó, nhưng một ngày đẹp trời cái nó đổi thành màu đen là rất là bình thường, và nó gọi là thiên nga đen. Ví dụ các bạn nuôi con gà. Các bạn nuôi con gà, con gà nó sẽ nghĩ là thằng chủ này thế nào nó cũng làm thịt mình thôi. Nó nuôi mình thế nào mình canh mình béo tốt nó cũng làm thịt mình, đúng không? Đi cúng ông bà chắc nhiều lắm, cỡ 3 tháng đã làm thịt mình rồi. Sau đó con gà ráng sống đến 3 tháng, nó phát hiện là ông chủ vẫn chưa làm thịt nó, mà nó vẫn đẻ trứng, ông chủ vẫn lấy trứng, nó bình thường như chưa làm thịt đó. Cái nó sống tiếp đến tháng thứ 4, tháng thứ 5, nó cũng không thấy ông chủ làm thịt đó. Nó sống tiếp đến tháng thứ 6, thậm chí nó sống đến 5 luôn. Một ngày đẹp trời nó phát sinh tình cảm với ông chủ, nó nói không ngờ thế giới này còn một ông chủ tốt giống vậy, không làm thịt nó, nuôi nó chỉ là vì tình yêu thôi. Đến hết một năm, ngày đẹp trời nào đó, cái nó ngủ dậy, cái nó nhìn thấy nó nằm ở trên bàn thờ, cái nó ngạc nhiên, nó tuyệt vọng luôn. Nó nói trời, má không ngờ bây giờ có lên chầu bàn thờ rồi. Ủa vậy tại sao lúc đầu không thịt mẹ nó sớm đi, đợi đến cái lúc 30 tết rồi mới đưa mình lên trước ông thờ, bàn thờ bà. Nó ngạc nhiên cái việc đó, nó nói tại sao nuôi nó ban đầu không thịt nó đi, bây giờ làm nó mất cục, bị cục hứng. Cái đó gọi là thiên nga đen. Tại vì lúc đầu nó nghĩ ông chủ nó là thiên nga trắng, không hề có màu đen. Nhưng ngày đẹp trời nó gặp thiên nga đen, nó phát hiện là thiên nga vốn có màu đen. Nó là cái gọi là từ thiên nga đen. Cho nên các bạn sẽ thấy là có những cái thị trường mà tự nhiên bùm cái nó sập, người ta gọi là thiên nga đen. Là tại vì thực tế là nó bản chất nó như vậy. Thị trường nó sập như vậy, nó có thể sập do chúng ta không nghĩ nó sập. Ok chưa? Đó, 2 phút giải thích về thiên nga đen. Rồi tiếp. Tại sao các bạn hay nghe trước đó mình nói cái thị trường trái phiếu là thị trường lớn nhất thế giới mà mình không nói hai thị trường này? Tại vì thực tế hai thị trường này được hình thành là từ nợ, từ vay. Ok chưa? Thậm chí các bạn biết cái thị trường mà future marine này nó được hình thành cũng từ cái vốn phần bất động sản nó cắm ngược vô, đúng không? Cho nên thực tế hai thằng này là ảo, thằng một hai là ảo. Cái thằng số 3 mới là thằng thật, thằng số 3 là thằng cái trend, thằng spot. Nào, hình dung chưa? Rồi kế tiếp là bắt đầu mới tới cái thằng ngoại tệ, thị trường ngoại tệ forex. Bắt đầu ở đây có cái gì lạ không? Bắt đầu người ta nói thằng forex là em thấy nó chơi slot đoạn 7-500 lần, 1000 lần, nó cũng giống như thằng số 1 thôi. Sao tự nhiên cái giờ anh đắp nó xuống số 4 chi vậy? Các bạn nhầm. Forex ngoại tệ ở đây là trao đổi ngoại tệ giữa các cái ngân hàng đó nha. Còn mà cái mà các bạn đang chơi trên MT4 á, cái đó là giao dịch chỉ số, nó giống như phái sinh á, nó giống như marine á, hiểu không? Còn cái giao dịch ngoại tệ này là thị trường 120.000 tỷ đô,
Đó là giữa cái việc mà có đô la đổi sang tiền Trung Quốc, có tiền Trung Quốc đổi sang tiền Việt Nam, có nghĩa là tiền tôi thóc thật mà đổi đấy, chứ không phải ở đó, chứ không phải là như cá cược của mấy ông đi chơi cá cược Marine Forex này, đánh ba đánh 5 lót 10 lót đâu, hiểu chưa? Cho nên đừng có bị đánh đồng những cái đó đó. Thị trường Forex này là co lắm rồi, đúng rồi, Marine đương nhiên to rồi, còn thị trường thực sự Forex nó chỉ có 120 ngàn tỷ thôi. Thằng top 5 mới là cái thằng mà chứng khoán thế giới nha, phải chứng khoán Việt Nam nha, đó là 90 ngàn tỷ, đúng không? Rồi cái máng lợn mà anh em mình kiếm ăn nó nằm ở dưới nè, nó nằm ở chỗ 2.700 tỷ, bây giờ chắc có 3.000 tỷ rồi đúng không? Không biết lên được 3.000 tỷ cho lâu cũng còn vốn hóa rồi đó. Giờ nhiều ta đây cập nhật lại coi. Ông để tôi sửa cái slide này. Bây giờ còn 1.200 hả? Giỡn giỡn thiệt giỡn. Ủa nó 2.700 mà bây giờ còn 1.200 hả? Thấy mẹ rồi. Tụt vậy luôn á. Thứ sáu là thị trường đô lệ Việt Nam, ok, để nó cập nhật vô slide này nha. Cho nên các bạn thấy là đây là tổng thể của những cái thị trường này, tổng thể những thị trường này. Vậy thì tôi hỏi một cái nha, ví dụ một ngày đẹp trời mà các bạn thấy cái thì bây giờ bỏ hai hai thằng đầu tiên đi ra đi nha, ok chưa? Chúng ta nhìn thằng số 3 cho xuống thôi, là những thằng tiền tươi thóc thật nè. Một ngày đẹp trời các bạn thấy có một cái tin thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm lãi suất nó tăng, bây giờ có nghĩa là giá trị của nó lên. Lúc đó mặc nhiên là những cái thằng mà nó đang đầu tư chỗ này nó thấy thằng này ngon đổ tiền vô này, đúng không? Thằng này đang ngon, giống như bây giờ đang nói con Luna ngon, sale đấy, sale đi, nhảy vô sale. Tự nhiên cái các bạn đang đang đầu tư vô khác, các bạn nhảy vô, các bạn bút con đó, hoặc là đang nói BGC ngon, tự nhiên đang đang đánh lượng khác cắt nhảy vào BGC chẳng hạn. Cho nên bất kỳ các bạn phải để ý cái vốn hóa của mấy thằng này. Nếu một ngày đẹp trời mà các bạn thấy thằng bự nhất là thằng này này, trái phiếu mà nó có giá trị nó ăn thì chắc chắn các bạn luôn, các bạn nhìn lại coi thằng chứng khoán này bị ăn đạn, nó sẽ xuống, nó sẽ xuống á, chứng khoán sẽ xuống, ok chưa? Vàng bạc này nọ cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn. Rồi hoặc là thằng này, nếu mà thằng này nó giảm, thằng này là thằng bự nhất, thằng này mà giảm thì tiền nó chỉ chạy vòng vòng đây, nó không bốc hơi đi, nó không bốc hơi đi, nó chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Vậy thì nếu như thị trường trái phiếu này nó mà giảm giá trị, không còn kiếm ăn được nữa, người ta rút tiền từ chỗ này, người ta chỉ cần ngắt 5% của cái, ví dụ thằng này nó tụt 3% thôi, nó ngắt 3% chỗ này, nó đầu tư vô chỗ khác, nó đầu tư vô forex, nó đầu tư vô chứng khoán, thậm chí nó đẩy mẹ vô ripple luôn. Các bạn nghĩ ripple nó lên cỡ nào? Lên mạnh không? Mạnh á, đúng không ạ? À? Đúng không? Nó lên, nó vô thằng chứng khoán này còn ít, nó vô thằng forex thì nhảy lên chút, nhưng mà nó nhảy một cái, nó mà lỡ nó nhảy vô ripple cái là moon ngon lành luôn, ok chưa? Vậy thì tại sao nói cái việc này cho các bạn, để các bạn đọc những cái bản tin tức á, những cái bản tin tức á, các bạn để ý đúng không? Forex Factory nè, những cái tin tức để ý mà có cái tin này mà nó tăng hay giảm thì cẩn thận. Thằng này là thằng bự nhất, thằng anh cả bự nhất mà nó ho lao hắt lào cái là mấy thằng này cũng 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 thở oxy chung với nó, ok chưa? Có bạn thắc mắc, có ai thắc mắc tại sao cái thị trường vốn hóa, cái thị trường trái phiếu này nó to như vậy không? Ai thắc mắc không ạ? Các bạn có chơi ở đây, các bạn có chơi bảo hiểm không? Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, các bạn có bao giờ thấy bảo hiểm nó chơi rất là fair? Bây giờ các bạn đóng tiền cho nó theo mỗi tháng mỗi năm gì đó đúng không? Xong rồi nếu như đến ngày đó tháng đó mà bạn không chết á, bạn không bị mất tiền. Nếu mà bị tai nạn gì đó nó đền tiền cho bạn, mà bị chết gì đó nó đền tiền người thân bạn, nhưng mà bạn vẫn còn thở, bạn vẫn còn sống á, mà đến ngày đó tháng đó mà không chết á, yên tâm nó trả tiền bạn luôn, nó trả hết lại những cái khoản tiền mà bạn đang đóng cho nó, mà cộng thêm lãi suất ngân hàng nữa, đúng không ạ? Đúng không? Ở đây ai là dân bảo hiểm nên xác nhận tôi một cái, kèo ngon không? Thay vì gửi ngân hàng, gửi bảo hiểm nó vẫn trả mình bằng bằng hoặc cao hơn lãi ngân hàng luôn, đúng không? Thì đằng nào mình không may mình vẫn có một cục tiền, mà mình may á, mình còn sống mình vẫn có một cục tiền. Nhưng khi nào mà mình còn sống mình lấy được tiền của nó thì chưa chưa nói được, nó sẽ có bộ phận nó kiểm duyệt. Tôi nói vậy mất công, nói xấu mấy anh em bảo hiểm thì không hay, nhưng mà đó là sự thật. Rồi câu hỏi đặt ra thì tiền ở đâu mà nó trả cho các bạn? Tiền ở đâu? Những cái thằng mà bảo hiểm lâm cơm mới mới ngoi lên, nó sẽ phải lấy người sau trả người trước. Cho nên những cái thằng bảo hiểm mà mới mới có khoảng độ 5 năm tuổi thọ, 5 năm mới được sinh ra trước 5 năm thôi, trong khoảng 5 năm thôi, thì nó sẽ lỗ chắc chắn, các bạn lỗ 3 năm 5 năm không thể nào lời. Tại vì cái người sau không có nhiều, nó không nào lời. Thì những cái thằng bảo hiểm mà nó lâu đời rồi á thì nó sẽ có lời. Tại vì sao? Nó cầm một cái cục tiền khổng lồ á, nó chơi BO. Các bạn nghe phi lý không?
nó cầm tiền, nó cầm mấy ngàn tỷ nó chia BO đó các bạn nghe, các bạn thấy cái hợp lý không? Ở đây có ai thấy phi lý không? Ai thấy phi lý cho cô số 2 chứ? Nó mới chia BO nha mấy bà. Nó mới cầm tiền đó nó chia BO. Nó các bạn nói sao dám ta, đúng rồi, tại vì tôi quăng lựu đạn mấy bạn á. Không mới chia, không thằng điên nào cầm mấy ngàn tỷ mà đi chia BO. Cũng chẳng có thằng điên nào mà cầm mấy ngàn tỷ để đi chơi phái sinh chứng khoán, mà càng không thể đi chơi forex đánh 10 lot, 50 lot, 100 lot cũng không có chuyện chơi marine coi. Nó sợ bỏ mẹ luôn, 1.000 tỷ của nó mà nhích 5% thôi đã nó ói luôn. Nó phải đầu tư những khoản, được những khoản gì? Những khoản chắc ăn, những khoản bền vững, mà những khoản nó rủi ro ít. Nó chỉ kỳ vọng cái khoản đó nó nhích mẹ lên 2%, 5% là nó ngồi mát ăn đắt vàng rồi. Là cái nó đẩy vô cái chỗ này nè, trái phiếu nè, nó đẩy trái phiếu. Tại vì đằng sau trái phiếu là ai? Là ai? Ai bảo kê? Là chính phủ. Là chính phủ bảo kê. An toàn nhất còn mẹ gì nữa? Hiểu chưa? Hiểu tại sao cái chuyện trái phiếu này nó to chưa? Là bởi vì những cái đó chỉ mới là cái bọn bên bảo hiểm. Thế còn có những cái cây to, những cái tập đoàn, những cái tổ chức tài chính mà nó có cái nguồn tiền khổng lồ. Nó chỉ thấp nhang là chỉ cần một năm mình lên cho con 2% thôi là con mừng lắm rồi. Chỉ như vậy mà 2%, 5% thôi. Hiểu không? Đó, đẩy vô đây. Cho nên ở đây hút một cái lượng tiền rất là lớn. Hút một cái lượng tiền rất là lớn. Và ở đây lại là một cái công cụ, ví dụ như Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào mà đang muốn hút cái ngoại tệ thì phát hành trái phiếu. Tại sao có câu chuyện người ta nói là Việt Nam là một trong những chủ nợ của Mỹ chứ chả đùa. Tại vì thằng Mỹ nó huy động vốn, nó in trái phiếu, nó tờ giấy nó ra để nó đi cho những cái nhà đầu tư lớn, những tập đoàn lớn, những nước khác mua. Nhưng ví dụ một cái bộ lạc ở châu Phi nó phát hành trái phiếu, mấy ông dám mua không? Mấy ông dám mua không? Một cái bộ lạc, một cái bộ cọc ở châu Phi nó cũng có chính phủ đó, nó phát hành trái phiếu, nó dám mua không? Không dám mua. Cho nên nhiều người ta không hiểu á, người ta nói á, à Việt Nam là chủ nợ của Mỹ, nó không có đùa đâu. Nó nói đúng á, nó nói đúng chứ không có sai á. Đúng. Nhưng có nhiều thằng á muốn làm con nợ cho người ta chỉ chắc được à. Muốn không? Đúng không? Có nhiều thằng muốn làm con nợ cho người ta, hoặc là muốn người ta đổ tiền cho mình chưa chắc người ta đổ tiền vô á. Đúng không? Nói đây chắc nghe hơi bị bắt đầu nó kỳ kỳ. Sinh nhật được tặng áo mưa kèm lời chúc đóng tiền đúng hạn. Ok, chơi nói đùa như vậy, quay lại câu chuyện chính. Cho nên thật sự nếu mà có những quốc gia là chủ nợ của Mỹ, hãy vui. Thật sự có nhiều cái quốc gia muốn nhiều nước khác bơm tiền cho mình, còn nó chưa chắc nó bơm đâu. Đâu rồi, đến đâu rồi? Đây. Thường là tôi sẽ không giảng theo slide. Giảng theo slide nó hay như vậy á, nó hay bị đứt mạch á, nó hay bị chỗ này một chút, chỗ kia một chút, tại vì có những cái chỗ liên quan nhau á. Cho nên các bạn biết ở những cái buổi hội thảo hay là những cái buổi dạy bên tên học viên này nọ, là tôi không bao giờ tôi dùng slide, tôi không ít có dùng lắm, tại vì cái file này cũng soạn đầy đủ cho mấy anh em một lần một luôn á. Cái này soạn đầy đủ cũng phải 200 slide đó. Nó liên quan đến những cái sàn nhà cái các kiểu nữa. Rồi chưa? Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu đây là cái mối quan hệ giữa đâu rồi, đây đúng không? Rồi chúng ta tìm hiểu cái sự tác động dòng tiền vào giá. Đầu tiên là chứng khoán, bất động sản, BTC, đó là những cái tài sản mà là cần đầu tư ra thôi. Cho nên tiền tín dụng mà nó có nhiều thì mấy ngày lên nè, tự nhiên nó lên nè, các bạn khỏi lo. Còn tiền tín dụng mà nó bị thắt chặt lại không được in ra là mấy này chắc chắn nó sẽ chắc chắn có vấn đề. Như vừa rồi các bạn thấy là BTC, chứng khoán, bất động sản nó bị kéo xuống, tại vì sao? Chỉ đơn giản là thằng Fed nó tăng lãi suất thôi, nó tăng lãi suất thì nó hút tiền về thôi, đúng không? Còn đợt dịch bệnh các kiểu, các bạn thấy không, bất động sản nó lên rồi BTC cũng lên các kiểu, các tiền nó tung ra, tiền tín dụng cũng ra, ok chưa? Rồi cái tác động tiếp nữa là giá vàng, vật lý, hàng hóa, dầu, đây là những cái tài sản khai thác sản xuất ra, cho nên cái việc mà mấy thằng này tăng hay giảm thì nó lại dựa vào tiền giấy, hiểu chưa? Thằng cái này nằm trong sản xuất mà, nhưng một phần nó vẫn được những cái nhà đầu cơ từ cái phần một này nè, từ tiền tín dụng này nó đẩy vô đây nhiều lắm, cũng có. À, thậm chí mấy thằng mà sinh sàn nó muốn người ta giàu nhanh, nó cho người ta vay á, nó tạo cái sàn nó cho người ta đánh đầu bẫy á, cũng đẩy những cái này lên nữa, ok chưa? Rồi phân bổ dòng tiền cần máy tính được tung ra
ở mặc nhiên ở những cái quốc gia là nó phân bổ đang là 50 cái dòng tiền này mà tung ra thì mặc nhiên hầu như là nó cái dòng tiền từ từ tín dụng đó nha, nó sẽ tự động nó chảy hết 50% như chứng khoán, 30% như bất động sản, chỉ có 20% vô sản xuất kinh doanh thôi, chỉ có 2% thôi, đúng không? Đơn giản rồi, nói một câu bây giờ các bạn mà có được một cái may mắn các bạn vay được 2 tỷ các bạn làm cái gì? Các bạn có đẩy hết 2 tỷ vô đi bán hột vịt lộn không, mà hay là mở bún bò, hay là mở một cái xưởng sản xuất, đúng không? Những cái người mà thật sự vay 2 tỷ để đi làm, để đi mở xưởng sản xuất, tôi nghĩ là cũng ít á. Họ chỉ dùng ít tiền thôi, nhưng phần lớn là họ dùng, họ đầu tư, họ làm cái này cái nọ, đầu tư những cái mảng khác, chứ không đúng như cái nhu cầu ban đầu với ngân hàng là à, tao vay 2 tỷ để tao sản xuất. Nhưng thật ra không, ví dụ nào làm chơi chứng khoán, làm này nọ, chơi bất động sản các kiểu, mà đúng không? Có phải tâm lý chúng ta cũng như vậy không? Đấy, rồi tiếp cái phương trình này thì chắc chắc nét qua anh em biết hết, mà đây có ai chưa biết em mời như không ạ? Cái này tôi nói tám 80 năm trước rồi đúng không, có ai còn chưa biết cái này không ạ? Cái này thì quá dễ đúng không, nó đơn giản, cái phương trình này là tôi lược bớt rồi đó, tôi lược bớt theo rất là bình dân ngọc vụ, chỉ một vế thôi, nó còn vế sâu nữa nhưng tôi không muốn đưa vào cho các bạn rối, chỉ đơn giản hiểu là giá bằng m nguồn cung cộng v là một xây dựng tiền thôi. Rồi đây là cái đường cong Phillips, thì để nói thêm đường cong Phillips này, vừa rồi có một bạn hỏi, một bạn học viên hỏi anh ơi em thấy cái đường cong Phillips này nè, tỷ lệ thất nghiệp giảm thì mặc nhiên lạm phát nó tăng đúng không ạ? À? Rồi tỷ lệ thất nghiệp tăng thì mặc nhiên lạm phát nó giảm, đường cong Phillips nó cho như vậy, ok chưa? Nhưng em thấy là vừa rồi dịch bệnh á, người dân thất nghiệp nhiều lắm, nhưng mà làm người dân thất nghiệp nhiều, nhiều có nghĩa là cái trục này nè, tỷ lệ thất nghiệp tăng, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, người dân thất nghiệp nhiều mà tỷ lệ thất nghiệp nó tăng cao thì nó dài ra, nó kéo dài bên đây thì cái trục này nó bị kéo hụt xuống, thì lúc đó lạm phát nó giảm, nhưng em không thấy lạm phát nó giảm. À, hiểu như thế nào, hiểu như thế nào, thì do các bạn đang hiểu theo một chiều, đường cong Phillips này nó không có sai, nó không có sai, hiểu không ạ? Nó chỉ ứng nhưng mà nó chưa có đúng, nó chỉ ứng với một cái môi trường điều kiện thuận lợi, không không có những cái biến cố bất ngờ xảy ra, ví dụ như thiên tai dịch bệnh. Các bạn hình dung nếu như mà có thiên tai dịch bệnh á, thì lúc đó tỷ lệ thất nghiệp, người ta mất nhà mất cửa, người ta thất nghiệp nhiều, thì lúc đó tỷ lệ thất nghiệp này nó kéo dài ra, nó kéo dài ra thì lạm phát á, thay vì nó xuống á, nó sẽ tăng lên luôn. Bây giờ thiên tai dịch bệnh, hàng hóa khan hiếm thì lúc đó giá cả nó lên chứ nó đâu có xuống. Đường cong đó dịch chuyển được không? Đúng, dịch chuyển được mà. Nó giống như cộng dây khung á. Các bạn mắc hai cái đầu dây khung này, các bạn mắc đầu dây khung bên đây, các bạn mắc đầu dây khung bên đây. Các bạn kéo căng thằng này là thằng này bị kéo xuống. Còn các bạn mà kéo căng cái trục khung này thì thằng trục hoành bị kéo ngược lại. Hình như không? Đó bình duyên học vụ như vậy. Và cái đường cong Phillips này nó phải được áp dụng với cái môi trường điều kiện kinh tế thuận lợi. Tại sao? Cái này các bạn phải hiểu cái góc bên sau bên trong thì các bạn sẽ không thắc mắc. Vừa rồi các bạn thắc mắc là tại sao là dịch bệnh như vậy nè, người ta thất nghiệp quá trời luôn, là cái trục này nó đang đi lên, cái trục hoành nè, cái trục hoành này nó dài ra, nó hướng về bên tay phải, nó đi dài ra nhưng mà lạm phát thì tăng cao, là tại vì hàng hóa khan hiếm cho nên giá cả nó lên là đúng. Nhưng nếu như một cái môi trường điều kiện thuận lợi á, mà kinh tế phát triển này nọ, ai cũng có việc làm, ai cũng có việc làm, lúc đó tỷ lệ thất nghiệp này nó giảm nè, ok chưa? Ai cũng có việc làm, ai cũng có tiền, thì lúc đó người ta lấy tiền, người ta đi giao thương, đi tiêu xài, đẩy cái giá này lên, hiểu không? Đẩy cái giá này lên. Bây giờ ai cũng có tiền đi khách sạn 5 sao thì coi vì hiện tại sao tao thu một đêm 2,5 triệu, bây giờ mày không đi thì tao để 2,7 triệu vẫn có thằng đi mà, hiểu không? Thì lúc đó giá này lên, cho nên cái đường cong Phillips này nó sẽ ứng với những cái điều kiện mà không có cái môi trường, những cái tình huống xảy ra như chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hiểu chưa? Chúng ta phải hiểu cái gốc của nó đúng không? Bây giờ mà Covid, chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh thì hàng hóa làm gì, có nghĩa là hàng hóa không có thì mặc nhiên lạm phát này nó được, cái phần sau chúng ta hỏi về lạm phát nó có ghi cho đó, lạm phát tăng cao không phải là do, lạm phát tăng cao nó sẽ có cái phần là do in tiền ra nhiều, nó có cái phần là do hàng hóa khan hiếm làm cho giá cả đẩy lên, nó có thêm cái phần nữa là do gì, nhiên liệu xăng tăng, dầu tăng, nó làm cho cái việc giao thương phải tăng, thậm chí nói các bạn luôn, cái bot B đô cầu kéo đấy, thậm chí cái bot BOT đấy, bà mẹ cái bot mà nó càng nhiều, nó phung phí càng nhiều, mặc dù xăng không tăng đi, nó cũng đẩy ra mọi mọi thứ lên, cũng từ bot ra cũng có luôn. Đây là lạm phát nè, hiểu về lạm phát nè.
file này là hầu như là rất là đầy đủ luôn, rất đầy đủ luôn. Đây, các loại lạm phát do cầu kéo là do nhu cầu người mua tăng, ví dụ như xăng, điện, nước các kiểu, rồi chi phí đẩy nguyên liệu đầu vào, giá xăng này, lương nhân viên nè, rồi thuế nè, bót thu phí các kiểu nè, đúng chưa? Rồi gì nữa? Do cơ cấu, do cơ cấu có nghĩa là do hoạt động không hiệu quả buộc phải cơ cấu lại nhân sự, mặt bằng, rồi vay thêm tiền các kiểu, nó cũng đẩy cái giá lên nữa. Cho nên cơ bản lạm phát, chúng ta đang hiểu một điều là in tiền là lạm phát, không phải, không phải. Chúng ta phải tìm hiểu kỹ cái việc mà giá cả nó đang đội lên, xảy ra lạm phát, nguyên nhân từ đâu, nguyên nhân từ đâu. Thì cái đó là cái góc độ của một người mà học về biết về kinh tế vĩ mô chuyên sâu, nhìn thấy họ sẽ chỉnh lại những cái đó. Các bạn nói em thấy trên TV lạm phát đình trệ đây này, là nó đang ngừng lại, nó đang sideways, hiểu không? Nó đang như vậy. Và mặc nhiên một cái điều rất là thú vị ở ở thị trường phố quơ sẽ luôn có những cái từ, các những cái rất là đơn giản nhưng sẽ luôn có những từ rất là phức tạp, nó làm cho người ta rối. Phố quơ đó như vậy vui lắm đấy. Ví dụ như bây giờ tôi nói các bạn thấy lạm phát giá cả tăng cao quá, bây giờ thay vì thu tiền về thì các bạn làm gì cho giá nó xẹp xuống, cho giá nó bớt lại, tại vì mục đích là tăng thuế, tăng lãi suất, thu tiền về để cho bớt tiền, để cho giá nó xuống lại, đúng không? Thì thay vì nếu mà các bạn không thể thu tiền thì các bạn chỉ làm sẽ tìm hiểu xem đó là cái gì, đúng, thêm hàng là một. Cái thứ hai là gì? Giảm cái chi phí xăng bót các kiểu, đúng không? Giảm những cái đó xuống, không thu thuế cũng vậy, là thay vì tăng thuế bây giờ giảm thuế thôi. Không, mà giảm thuế nó lại bơm tiền ra còn mệt nữa, nó còn lại đẩy lạm phát nữa. Đó, có rất là nhiều cái cách để chúng ta kéo cái giá xuống, nhưng có một số quốc gia thì nó bị không bị những cái này đẩy giá lên, thì có kéo nó cũng vô dụng, kéo nó cũng vô dụng. Đây chưa? Rồi, đâu, để xem. Cái này chắc nét qua, giải thích xong cái đường cong Philips rồi đấy nha. Bạn nào vừa rồi hỏi đấy, à cái này cũng quan trọng. Các bạn cũng phải nhớ một cái điều nữa là cái phương trình cân bằng giữa tiền và hàng. Cái này cực kỳ quan trọng ở bất kỳ thị trường nào, từ tài chính chứng khoán cho đến mọi thứ đó. Nó đều, cả rất cầu luôn, nó đều như vậy á, phương trình cân bằng. Vừa rồi các bạn thấy thằng Fed nó tung tiền rất là nhiều, đúng chưa? Nó tung tiền rất là nhiều, vậy thì nó phá giá tiền tệ của nó, cái tiền, cái đô la của nó thể dùng nó mua bất kỳ hàng hóa chỗ nào đó. Sau đó các bạn thấy thằng Trung Quốc nó làm gì các bạn? Thằng Trung Quốc nó chơi, nó nói bây giờ mày không cho tao đụng vô đô la của mày, đúng không? Ok, nếu mà thằng Trung Quốc phá giá tiền nữa thì sẽ bị đưa vào cái, vừa rồi ông Trung ông có một lần, ông đập Trung Quốc cái vụ mà phá giá đồng nhân tệ đó, còn nhớ không? Trung Quốc nó bị đập cái vụ đó, bị quốc hội đập, bị viện tế đập cái vụ đó, nhớ không? Khi Trung Quốc nó chơi nó gom hàng, nó ém hàng. Đó. Bây giờ mày có tiền thì cũng không mua được hàng tao nữa. Cái cử động hàng tao có giá trị. Khi mà tiền của mày ở thế giới đang có rất nhiều, nhưng bây giờ tao chơi tao kìm hàng lại. Thay vì tao đang có một triệu tấn hàng, đúng không? Tao không bán. Tự nhiên mày phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua cái hàng tao. Sau đó tao âm thầm tao tạo ra nhiều hơn, thay vì có 1 triệu tao tạo ra 2 triệu, 3 triệu. Một ngày đẹp trời mà tao cảm thấy cái lượng tiền của mày đang nhiều, đúng không? Bây giờ này mày đang bị vất vả, mày phải đi thu tiền về, đúng không? Bây giờ hàng tao đang có giá nè, được, tiền mày đang nhiều, hàng tao đang có giá. Bây giờ tự nhiên cái mày phải đi thu bớt tiền về, đúng không? Thì bây giờ tao mở cửa, tao lấy hàng, tao có đổi cái tiền của mày. Tại vì khi mày thu tiền về thì hàng mày có giá trị hơn. Lúc đó tao lấy hàng, tao có đi đổi tiền có giá trị của mày về. Còn hơn bây giờ tiền mày tràn lan, tiền mày đang không có giá, mà tao lấy hàng, tao đi đổi của mày á, thì nó phí. Cho nên nhiều khi không biết là trùng hợp hay là một cái chiến lược thiên tài của anh Bình Thí. Cái việc mà chính sách Zero Covid á, má nhiều khi nó lại hay à. Nó lại hay ở cái chỗ là gì? Ở cái chỗ là cái lúc mà tiền cả đóng ở ngoài thị trường á, thì thằng này nó chơi, nó buông hàng ra. Đến cái lúc mà thằng khứa này nó ăn lãi suất á, nó thu bớt tiền về, thì lúc đó cái đồng đô la nó có giá trị hơn. Thì lúc đó thằng này nó mới buông hàng ra, nó chuẩn bị nó buông hàng ra để nó đổi đô la. Các bạn thấy hay không? Và bây giờ nếu mà dùng cái này, cái tư duy này chơi crypto chơi được không các bạn? Dùng tư duy này chơi crypto được không? Đó là cái hay của một cái nhà đầu tư.
chúng ta học những cái kiến thức này chúng ta tuyển chuyển, chúng ta áp dụng được rất là nhiều thứ. Chúng ta dùng cái này chúng ta áp dụng cho crypto được không? Nghiệm xem, về nghiệm nha. Cả khối tiền đấy các bạn, lượm cả khối tiền chứ không đùa đâu. Cho nên mới có câu chuyện là kẻ cướp gặp bà già, thằng Fed nó chơi nó in đồng bạc xanh, nó đặt hàng ăn cướp. Nó in đồng bạc xanh ra nó đổi tài sản thế giới, nhưng lần này nó chơi nó đóng cửa lại, nó không cho mày đổi. Khi nào mày còn vài đồng thì tao mới buông hàng ra đổi. Thấy chưa? Chính phủ in tiền, người dân tạo và giữ hàng. Giữ hàng. Tiền càng nhiều thì càng giữ hàng lâu, ít có trên thị trường càng có giá. Ok chưa? Càng có giá. Các bạn hiểu cái này rồi, các bạn thấy có những cái vừa rồi bên Nikkei Trading mới up cái hình là có một số cái token nó unlock ra, các bạn thấy không? Unlock ra thì nó tung một cái lượng hàng khổng lồ ra, xả anh đầu, làm cho giá banh sát luôn. Có là nó bị lệch giữa cán cân giữa tiền và hàng á, nguồn cung á, nó bị lệch á. Đấy. Rồi. Lạm phát cái này chắc lướt qua các bạn biết mà đúng không? Lạm phát là hiện cái khái niệm đó thôi, hiện tượng hàng hóa năm nay tăng cao hơn nhiều hơn so với năm trước. Để xem có cái nào nhấn mạnh cho các bạn. Lạm phát nó có 3 cấp độ. Cái này đọc sơ để biết thôi, để ít ra sau này đọc báo chúng ta biết. Ta sẽ nói là lạm phát tự nhiên và lạm phát phi mã. Rồi có người nói là siêu lạm phát. Thực tế là nó sẽ có cái khung hết á, nó có cái khung lạm phát tự nhiên nó là từ 0 đến 10%, còn lạm phát phi mã là phải trên 10%. Còn mà gọi là siêu lạm phát thì nó phải trên 1000%. 1000%. Cái này chúng ta sẽ thấy ở những cái nước gì? Những cái nước Venezuela, những cái nước gì đó mà nó phải bỏ bao nhiêu số 0 trên tiền tệ của nó là siêu lạm phát. Nó là siêu lạm phát, phải bỏ 3 số 0 là bắt đầu nó siêu lạm phát nữa. Zimbabwe đúng rồi. Ok chưa? Thực tế quốc gia luôn kỳ vọng mà khống chế lạm phát là đâu đó khoảng 5% lên là nguy hiểm. Lên là nguy hiểm. Ok chưa? Sau này có lọc báo nghe báo đài nói về siêu lạm phát phi mã thì cũng biết nó đang ở cái ngưỡng nào. Rồi, đâu để xem. Tích cực của lạm phát nè. Lạm phát nó có một cái mặt tích cực là nó làm cho chúng ta nghèo hơn. Chỉ có cái việc mà chúng ta nghèo chúng ta sẽ có động lực. Khi chúng ta chơi marine chúng ta thua nhiều tự động chúng ta sẽ có động lực chúng ta đi học những cái kiến thức hay ho. Đúng không? Cho nên bắt buộc lạm phát là một cái phải có. Nếu như mà anh đi làm ngày này tháng nọ năm nọ lương 20 triệu, anh đều mua được những thứ anh cần, những thứ đó nó không tăng giá sau 5 tháng, thì chúng ta không cần anh em mình không cần phải đi làm vất vả, làm thêm việc 2 việc 3 để làm gì, đủ sống mà. Nhưng nếu như mà lương chúng ta ngày một không đủ sống, bắt buộc chúng ta phải học, phải làm nhiều hơn, phải học nhiều hơn, đúng không? Cho nên lạm phát nó có cái mặt tích cực là nó làm cho mỗi ngày chúng ta nghèo đi ít, để cho mỗi ngày mỗi tháng chúng ta phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, học nhiều hơn. Ok chưa? Cái này các bạn sẽ thấy một áp dụng cái tư duy này. Trước đây tôi gặp một cái ông chủ, ông này là người Đài Loan, ông này mở một cái xưởng sản xuất, thì là bạn của gia đình tôi đấy. Thì tôi có thấy một cái điều là ông liên hệ với ngân hàng á, ông tạo ra những cái thẻ visa cho chính nhân viên của ổng. Nhân viên ổng vui mừng lắm, lương nhỏ có 6 triệu 7 triệu và được vay, được xài thẻ visa 20 triệu 30 triệu, ngân hàng, công ty bảo lãnh, ngân hàng bảo lãnh gì đó mừng lắm, không như là ngân hàng bảo lãnh. Cái cô mới nói là trời, ông tốt như vậy luôn, ông có ăn chia gì với ngân hàng không? Ông nói tao còn phải đóng ngược lại cho nó chứ, ăn chia mẹ gì. Cái cô mới hỏi ủa sao ông rảnh nó vậy, ông tự nhiên cái ông đi bỏ thêm tiền ông cho bọn ngân hàng này để nó làm cái thẻ cho mấy anh này. Nó nói tại vì mày biết không, nếu như tao muốn quản lý cái đám nhân viên ở bên công xưởng, tao muốn cho tụi nó không nhiều chuyện nói ra nói vào, không nghĩ đến chuyện này nọ, thì bắt buộc phải cho nó nghèo bớt đi. Một khi nó nghèo bớt đi, nó sẽ chăm chỉ, nó làm việc, nó sẽ trân trọng công việc của nó. Còn nếu như mà nó làm mà nó có dư giả, nó sẽ mọc nanh, nó sẽ nghĩ đến cái chuyện là nó phải đi làm ở chỗ khác nhiều hơn, nó sẽ nghĩ đến cái chuyện là bây giờ nó mở cái quán bún bò nó kinh doanh ngon hơn, nó trả phần phải đi làm công nhân. Các bạn hiểu cái câu chuyện về lạm phát chưa? Nó có mặt tích cực chưa? Nó tích cực với cái mặt ông chủ, nhưng nó không tích cực. Nó không tích cực với cái mặt của những cái người đi làm. Hiểu chưa? Cho nên với cái vai trò của những nhà cái như ông chủ xưởng hồi nãy tôi nói các bạn á, nó lại là hay, nó phải có dùng cái lạm phát đó.
Cho nên nếu như mà các bạn ở đây có ai đi làm công nhân một ngày đẹp trời, thằng chủ các bạn nó cho các bạn cái thẻ ngân hàng á, thì các bạn hãy cảm ơn nó ha, nhớ cảm ơn nó. Cảm ơn nó là bởi vì nhờ như vậy thì cô mới biết là Khứa Lý Gia Thành nó nói đúng, nó cho con kiến thức hay ho để con ghi xe cái clip này, để còn nhận cái file tài liệu này nữa, đúng không? Bây giờ nó lạm phát nó có mặt tích cực đấy. Rồi sự phát triển tập thể đánh đổi bằng thiệt thòi ở mức cá nhân là chính xác, là phải có, đúng đúng, các bạn nói chính xác. Hàng hóa có góc độ lạm phát khác nhau nữa, đúng, sẽ phải xét yếu tố đó nữa. Cái đó nó sẽ tính theo cái CPI á. CPI là một cái rổ hàng hóa mà các bạn hay dùng nhất. Ví dụ như các bạn nghiệm lại một tháng các bạn sẽ chi tiêu cái gì? Giấy vệ sinh đúng không? Giấy vệ sinh, xăng, xăng rồi những rau gạo gì đó, đấy những cái mà thường dùng nhất cộng lại khoảng khoảng 10 đến 20 cái gì đó, cộng lại chia đều ra là coi cái bình quân lạm phát là bao nhiêu. Cái đó gọi là CPI. Đó, bình quân học vụ là như vậy á. Rồi. Đấy. À, lạm phát có mặt tích cực là tạo sức ép. Có người 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 có tiền phải lấy ra đầu tư, nếu để một chỗ sẽ mất giá theo thời gian. Lúc đó đối với những cái người mà đã là những người nghèo, còn những người có tiền người ta sẽ phải phải đầu tư thôi. Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn đi đầu tư á, nó mới phát triển cái xã hội này, đúng không? Cho nên hãy mạnh dạn đi chơi coi, chơi chơi chứng khoán nha. Đầu tư cũng là một cái cách để phát triển xã hội này đó. Các bạn chơi chứng khoán đó, các bạn là phải trả phí gì cho ai? Các bạn chơi coi, các bạn phải trả phí cho ai? Cho anh ruột mình đó, nhớ không? Anh ruột vừa rồi mới về Việt Nam đó. Chơi chơi coi là đã trả phí cho ảnh rồi, thì cái việc mà đầu tư của chúng ta, cái việc chi tiêu của chúng ta là thu nhập của thằng khác, cho nên cái việc mà chúng ta có thu tiền đi chăng nữa hay có win tiền chăng nữa thì chúng ta đang góp phần giúp ích xã hội đó. Nói cái việc mà các bạn rút USDT, các bạn chuyển khoản qua lại bên ngân hàng là đã phải đóng thuế rồi, là đã giúp ích xã hội rồi. Cho nên lạm phát nó có rất cái hay, nó không muốn cho các bạn giữ tiền phải bắt buộc đi đầu tư, ok chưa? Rồi dùng để làm gì nữa? Quy đổi, dùng hàng quy đổi ra USDT, quy lại tiền Việt Nam sẽ được nhiều hơn. Ok, cho cái này một lát tìm hiểu về xuất khẩu và nhập khẩu, các bạn sẽ thấy rõ hơn. Nó còn cái nữa là nó lạm phát nó sẽ giúp reset lại các cái thành phần trong xã hội. Ai có kiến thức, ai mà cố gắng nỗ lực học tập và ngồi ở ăn ở không mà ngồi nghe Zoom suốt á, thì những người đó tự nhiên thời gian sau nó sẽ có tiền, kiến thức nó lên. À, còn ai mà cái kiểu mà ngồi an phận, mà thích ngồi chỗ an phận nè, hoặc là giao tài sản của mình cho thằng khác trade hộ nè, hoặc là mua rút vip cà vip nè, đúng không? Bằng thời gian sau tài sản nó bay à, tại vì bản chất cái giá trị nội tại nó không có đó. Nói đây nghe hơi bị nhột nhột đúng không? Kỳ, nghe kỳ kỳ sao như thế này, không có trong giáo trình. Rồi tiếp, về mặt tiêu cực của lạm phát nó tăng cao, nó làm cho người dân phải nghèo hơn, người dân nghèo hơn mà người ta phải đi vay thêm tiền. Mà đối với những cái người đã không có tiền mà đi vay thêm tiền nữa thì phải trả thêm lãi nữa thì nghèo thành nghèo. Cho nên nhìn chung nếu mà thật sự mà lạm phát và cái mặt tiêu cực thì nó lại tác động với cái tầng lớp dân nghèo. Đây chưa? Rồi, dân thu nhập ít thì lại thắt chặt chi tiêu, kinh tế ít hoạt động hơn. Cho nên lạm phát nó sẽ bị cái chỗ là hình dung các bạn thấy cái đợt dịch vừa rồi, các bạn thấy mọi thứ giá cả lên cao không? Giá cả mọi thứ lên cao, tiền được tung ra để hỗ trợ người dân ngay luôn. Rồi hàng hóa lại khan hiếm, nó lại giá cả lên lên cao. Vậy thì cái lúc mà nếu như mà những đối với chúng ta đấy, ví dụ như đối với thu nhập của các bạn một tháng 10 triệu 20 triệu thì bây giờ mua bó rau, mua bao gạo là bình thường. Nhưng những cái người mà ở cái tầng bậc thấp như bán vé số phải trả tiền trọ thì họ không chịu được nhiệt đó, đúng không? Họ không chịu được nhiệt đó thì bắt đối với họ là một bó rau hay là một bao gạo tăng giá là cái vấn đề rất lớn đối với họ nữa. Cho nên nhìn chung nếu như mà lạm phát thì nó sẽ đánh vô, nếu mà nói về mặt tiêu cực nó sẽ đánh vô những cái thành phần ở cái tầng thấp của xã hội chúng ta, tội nhất vẫn là dân đen. Cho nên mới có câu chuyện là cứu trợ chính phủ phải cứu trợ những cái người đó, ok chưa? Tại vì sao? Không cứu trợ bần cùng sinh đạo tặc, không cứu trợ sẽ có cái chuyện trộm cắp rồi tiêu cực các kiểu, rồi chính phủ lại phải mất tiền đi đi có những cái nhân sự đi xử lý mấy cái việc đó nữa, đúng không? Đi bình ổn là những việc đó nữa, cho nên cái đó rất là nguy hiểm. Cho nên cái việc mà lạm phát ở ở những cái nước cơ bản mà tụi nó xài súng á, thằng Mỹ á, nó sợ lắm á. Những thằng mà nó cái kiểu mà tự do biểu tình, nó muốn làm cái quần gì nó làm, nó cầm súng nó xả gì đó mà lạm phát lơ mơ nó điên ra nước á, cho nên tụi Mỹ nó sợ lắm. Hiểu tại sao là Mỹ nó bắt buộc nó phải siết cái lạm phát chưa? Việt Nam cái an ninh này không sao, không lo. Việt Nam an ninh lắm, không lo được đó. Tiếp,
một số cái tay đầu cơ dư tiền ra lại chơi cái trò là ra sức gom hàng, đúng không? Ví dụ như bây giờ nói đâu xa, các bạn thấy vừa rồi cái đợt dịch bệnh á, người ta đang cần khẩu trang, bà mẹ nó đi thu mua khẩu trang nó bán giá cao, có phải là cái chuyện này không, đúng không? Đúng không? Đúng không ạ? Hoặc lạm phát như vậy, ví dụ tiền thế giới đang tung ra quá trời luôn, chính phủ in tiền ra quá trời luôn, giá bất động sản lên cao, thằng nào có nhiều tiền thằng đó nó chơi, nó mua nguyên lô nó ôm. Bây giờ mày mua bất động sản không, nó tăng giá lên, nó đầu cơ mà, nó gom, hoặc là nó gom gạo nè, nó gom những cái nhu yếu phẩm nè, nó đẩy giá lên, ngon lưỡng mua đi, nó có tiền mà nó gồng được, nhưng người nghèo gồng được, bắt buộc họ phải mua cái giá cao. Cho nên cái mặt lạm phát nó có cái mặt tiêu cực ở cái chỗ là bọn nhà giàu tay to nó sẽ tận dụng cái đó mà nó gọi là trục lợi, và nó làm nó càng giàu hơn. Đây là cái mặt tiêu cực. Đây, tài sản có giá trị đang được bán đang được bán tháo bán rẻ, đang được bán rẻ bán tháo dùm cho dân đen, nó mua lên xong nó bán lại giá lên xong nó bán lại bán lại bán lại. Đấy rồi tiếp ở cái này nè, cái phần này các bạn sẽ đọc ở đây nó là hiểu dễ hiểu hơn cái lạm phát. Đâu rồi? Đâu rồi ta? Cái slide này các bạn đợi tí nha. Nó nằm ở cái phần khủng hoảng kinh tế, hậu quả của lạm phát. Thôi cái này chắc tôi nói luôn, mở slide mệt quá, bây giờ tôi thường tôi không muốn nói về cái, tôi muốn nhìn slide nói là như vậy á. Đây phép và lạm phát, đây vùng này đây, tìm nãy giờ thật ra nó nằm ở cái slide kế tiếp, má đi dễ sợ, tôi tìm mấy cái slide ở đâu không, nó nằm ở cái slide kế tiếp đây nè. Bây giờ thì tìm hiểu về cái mối quan hệ giữa phép và lạm phát. Hồi nãy chúng ta có cái phần đầu chúng ta biết rồi, bây giờ trong cái phần mà Fed đó, nó có thêm một phần nữa các bạn phải lưu ý, đó là cái lãi suất đó là nó là thuộc về cái chính sách tiền tệ. Còn ở Việt Nam chúng ta thì nó sẽ có hai cái thị trường lãi suất nha, nó có hai thị trường lãi suất. Chúng ta sẽ thấy ở Mỹ là nó chỉ cần nó tăng lãi suất, Fed nó tăng lãi suất thôi thì cả thị trường nó bị kéo theo. Nhưng ở Việt Nam chúng ta sẽ có hai cái thị trường lãi suất, cái này ai phải làm minh băng các bạn sẽ biết. Một là cái lãi suất gọi là lãi suất public á, lãi suất này dành cho những cái thành phần làm kinh tế là người dân nè, và người dân và gọi là doanh nghiệp đi vay bên ngân hàng, đó là lãi suất public. Một cái lãi suất nữa là cái lãi suất liên ngân hàng. Lãi suất liên ngân hàng là giữa ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại. Vậy thì nếu như mà Việt Nam chúng tăng lãi suất đó là Việt Nam chúng có đánh vô thằng này nè các bạn, đánh vào thằng liên ngân hàng này nè. Thì khi mà cái lãi suất liên ngân hàng này nó tự động nó tăng lên thì đồng nghĩa cái thằng này nó sẽ cho dân vay, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn. Tại sao nói thế này? Nói cái này để các bạn sẽ thắc mắc là tại có cái này các bạn thắc mắc là bây giờ ở Mỹ nó tăng lãi suất, nó tăng một phát một rồi người dân chạy theo thôi. Nhưng em thấy ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại nó giao dịch với nhau lãi suất nó tăng, nhưng tại sao người dân đi vay của nó lại cao hơn rất nhiều? Có ai thắc mắc như vậy không? Các bạn có bao giờ thắc mắc như vậy không? Đúng không? Các bạn đọc báo đài, các bạn nói là lãi suất tăng lên bao nhiêu phần trăm. Nhưng thực tế các bạn đi vay ngân hàng xem, các bạn coi lãi suất nó tăng như bao nhiêu, là tại vì cái lãi suất mà công bố nó đặt vô thằng ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại. Nhưng mà là thị trường số 1 là giữa ngân hàng cho vay qua lại với nhau là họ đang xài một cái mức lãi suất rất là hấp dẫn. Nhưng khi mà cái lãi suất này mà nó tăng lên rồi thì bắt buộc mấy thằng ngân hàng trung ương này nó làm việc với người dân vay á, nó sẽ tăng lên. Còn ở bên Mỹ nó chỉ có một loại thôi, nó gọi là Fed Fund Overnight, là một cái loại lãi suất một thôi, hiểu chưa? Cho nên nhiều bạn sẽ thắc mắc hỏi câu đó, thì cái đây là cái giải đáp đấy. Rồi tiếp ở cái phần này nữa, để hiểu về cái việc mà lãi suất nó tăng nó tác động như thế nào với thị trường. Khi lãi suất nó tăng, các bạn hình dung như thế này, đồng đô la
đồng đô la bây giờ bên ngoài nhiều quá, nếu mà thu thu cái thu bớt tiền về, bây giờ bên ngoài đang có 1.000 tỷ để tương ứng với một cái lượng hàng hóa, thì bên ngoài đang có 1.000 tỷ. Bây giờ nếu mà thu bớt 1.000 tỷ về thì tự nhiên tiền nó ít hơn hàng hóa, thì lúc đó đố các bạn thằng nào nó có giá trị, thằng nào nó có giá trị ạ? Nếu mà tiền bị thu hồi về thì tiền nó có giá trị. Tay trái là tiền, tay phải là hàng hóa. Nếu tiền bên tay trái in ra nhiều hơn hàng hóa thì cần hàng hóa nó ít hơn, nó có giá trị hơn, đúng chưa? Tại vì hai này nó cân bằng nhau mà, đột nhiên có một thằng nhiều hơn thì thằng còn lại nó có giá à. Ok chưa? Còn bây giờ mà tự nhiên tiền nó ít lại mà thằng hàng hóa nó cố định thì lúc đó thằng tiền nó có giá, thằng tiền nó có giá, đúng chưa? Nếu mà nó có giá thì ví dụ bây giờ hình dung ra Việt Nam chúng ta, tiền Việt Nam chúng ta bây giờ đang là giả sử 23.000 đồng sẽ đổi được 1 đô la. Nếu mà nó tăng lãi suất, nó thu tiền bớt về thì tiền đô la nó có giá, lúc đó chúng ta phải cần lên 25.000 đồng, không còn 23 nữa mà đừng mà phải dùng đến 25k để đổi 1 đô la. Ok chưa? Vậy thì chỉ cần nó tăng lãi suất thôi là tiền nó có giá trị hơn, tiền nó có giá trị hơn, thì lúc đó chúng ta phải dùng nhiều tiền hơn để đổi đô la của nó, đúng không? Dùng nhiều tiền hơn để đổi đô la của nó. Vậy thì nó như thế nào? Nó sẽ tốt cho xuất khẩu nếu phép tăng lãi suất, tức là đồng đô la nó sẽ có giá hơn, nó sẽ tốt cho xuất khẩu. Tại sao? Tại vì khi mà hàng hóa trái cây các bạn bình thường các bạn bán ra, các bạn thu 1.000 đô, các bạn dùng 1.000 đô đó các bạn đổi ra 23 triệu, các bạn trả lương cho nhân viên, nhưng bây giờ tự nhiên cũng thu về 1.000 đô mà đổi được tới 25 triệu để trả lương cho nhân viên, tức là các bạn xuất khẩu, chúng ta xuất khẩu ra nước ngoài thu ngoại tệ về, ngoại tệ đó đổi được rất nhiều tiền Việt Nam, cho nên nó tốt cho xuất khẩu. Ví dụ rất dễ hiểu đúng không? Nhiều người vẫn còn lăn tăn cái câu chuyện là bây giờ lạm phát, lạm phát tăng cao nó sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu nhập khẩu như thế nào. Ok đúng chưa? Rồi nhưng mà nó lại bất lợi cho nhập khẩu, bất lợi cho nhập khẩu. Ví dụ bình thường các bạn nhập khẩu nhiên liệu, các bạn nhập khẩu xăng, các bạn nhập khẩu nhiều thứ, hoặc là các bạn từng nhập khẩu máy móc để các bạn làm nhà xưởng, đúng chưa? Bình thường các bạn nhập khẩu một máy móc, các bạn bỏ ra 23 triệu để các bạn đổi được 1.000 đô, lấy 1.000 đô đó mua một cụ máy nó về, để làm, để lao động sản xuất, để cho sản xuất. Nhưng bây giờ giá trị đô nó cao hơn, bạn phải kiếm đến 25 triệu, không phải kiếm 23 triệu nữa, bạn phải kiếm đến 25 triệu để bạn đổi 1.000 đô, rồi dùng 1.000 đô đó đi nhập cái hàng hóa công nghệ của nó về để kinh doanh, cho nên nó sẽ bất lợi cho nhập khẩu. Cực dễ hiểu đúng chưa? Cực dễ hiểu đúng không? Vậy nước mình cũng tăng lãi suất theo thì có cân bằng này được hay không? Được, tăng lãi suất theo, nhưng mà tăng lãi suất theo được, nhưng mà phải coi lại cái vị thế của quốc gia chúng ta nó khác với thằng kia không, nó có giống thằng kia không, hiểu không? Nó có giống thằng kia không, nó ảnh hưởng nhiều cái lắm. Không phải là cái nhà người ta chạy SH thì nhà mình mua SH là cũng cũng cân bằng lại được với nó không nha, nó có nhiều yếu tố bên trong nó tác động lắm, nhiều yếu tố ảnh hưởng bên trong lắm. Bây giờ vậy thì suy ra nếu mà phép tăng lãi suất, giá trị đô la tăng, nước nước nào mà xuất siêu á, xuất khẩu ra ngoài nhiều á, thì lại ngon, nhưng mà cái nước nào mà nó nhập siêu á thì nó toàn nó chết, nó chết. Đọc đến đây có ai chưa hiểu cái đoạn này không ạ? Tại vì đọc không hiểu hay bị lỗi khảo đó, hay bị rối cái này đó, đúng không? Nhật nhập siêu mấy hôm nay tiền giảm sắp mặt lờ luôn đó. Bây giờ tôi hỏi các bạn, giả sử như thằng Thái Lan, nếu phép tăng lãi suất, thằng Thái Lan ngon hay không ngon? Ngon. Tại sao ngon? Tại vì ba mẹ nó trái cây của nó xuất ra khắp thế giới luôn, nó xuất ra cái trái cây của nó là thằng Thái Lan không phải là cạnh tranh về đội bóng của chúng ta đâu nha, mà nó cạnh tranh về nông phẩm của chúng ta nhiều lắm á, nó xuất khẩu rất là nhiều luôn, gạo của nó đứng nhất nhất nhì luôn, đúng không? Cho nên nếu mà phép tăng lãi suất nó ngon á, một bao gạo của nó đổi về 1.000 đô, 1.000 đô của nó đổi được rất là nhiều đồng bạc Thái,
ngon, trả lương cho nhân viên, muốn thêm được đồ nhiều đồ hơn đúng không? Nhưng những cái nước mà nhập siêu mà thằng Fed này tăng lãi suất là ói chết luôn, mình chết với nó luôn. Cho nên các bạn thấy vừa rồi có cái nước nào mà nó bị phá sản từ cái nhịp thằng Fed nó tăng lãi suất, nước nào ạ? Nước nào hồi nãy mới nhắc đó? Sri Lanka đúng không? Chính xác. Tại vì thằng Sri Lanka nó nhập nhiều, nó nhập nhập khẩu nhiều. Bây giờ chỉ cần nó nâng cái đồng giá trị của đô la lên một cái là nó phải cần rất nhiều tài sản của nó để nó đi đổi đô la để nó nhập khẩu về. Thì có phải suy ra nếu Fed tăng lãi suất thì có khác nào Fed nó đi hút máu tài sản của những cái nước nghèo không? Fed nó đúng không? Nó tăng lãi suất có phải là nó đi hút máu những cái tài sản của những cái quốc gia yếu kém không? Vậy thằng Fed này ác không? Thật ác. Đầu tiên nó giữ cái vị thế là đưa cái đồng bạc xanh nó cho thanh khoản cho tất cả thế giới xài trước, sau đó nó còn control cái việc là tăng lãi suất, giảm lãi suất. Đúng không? Okay chưa? Tại sao nhiều người chửi 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 bọn Fed là như vậy đấy. Rồi, tiếp. Tiếp. Fed giảm lãi suất hoặc in tiền tung ra thì lúc đó giá trị của USDT nó giảm, giá trị nội tại USDT giảm do nhiều tiền hơn, nhiều nhiều đô la đang ngoài thị trường hơn. Thì lúc đó những cái nước mà xuất siêu thì nó lại mệt. Những cái nước xuất siêu lại mệt. Đúng không? Tại sao? Bây giờ tiền đô la nó rẻ mà. Bình thường xuất qua bên đó thu 1.000 đô về đổi được đến 25 triệu. Đúng không? Bây giờ tự nhiên xuất xuất ra đô la nó giá trị đô la nó thấp hơn, bây giờ cũng đổi 1.000 đô về nhưng mà đổi được có 23 triệu à, đâu đủ trả cho nhân viên các kiểu này nọ nữa đâu đúng không? Cho nên ví dụ như nếu Fed tăng lãi suất thì theo các bạn cái phí nên nâng 1K7 hay là nên giảm 2K thì giờ áp dụng một thực tế đó. Bây giờ nếu mà Fed nó tăng lãi suất hoặc là nó ví dụ nó tăng đi, nó tăng đi. Bây giờ nó giảm nè, đang nói là giảm nè, bây giờ nó mới giảm 2K. Bây giờ nếu như mà Fed nó giảm lãi suất thì nên tăng giá hay là giảm giá sản phẩm? Nếu mà Fed giảm lãi suất nha, đang ở cái vế giảm lãi suất nha, thì lúc đó cái đồng đô la nó bị mất giá hay là có giá? Đồng đô la nó mất giá đúng chưa? Đồng đô la mất giá cho nên mới từ bao nhiêu 868 đô cô đẩy lên 1.200, lúc mà thằng Fed tăng lãi suất cô đẩy lên 1.200, cô đẩy tới 1.500, cô đẩy mẹ nó 1.700, cô đẩy luôn 1.700 luôn. Nhưng mà một tháng vẫn có 30, ít nhất cũng 35 đến 38 người, có những tháng 50 mấy người. Rồi có nhiều bạn nói anh ơi sao không? Bây giờ không tăng lên 2.000 đi. Nếu mà Fed nó đang tăng lãi suất nào, bây giờ đang vế chơi là Fed tăng lãi suất thì bây giờ sản phẩm của các bạn nên tăng giá hay giảm giá? Bây giờ mẹ 1.700 rồi mẹ tăng nữa rồi cội, nhưng mà giảm thì cội tôi cho nên tôi, thì mẹ nó tôi giữ tôi cũng tăng, tôi cũng chả giảm. Các bạn thấy kinh tế vĩ mô nó hay không, nó hay không đúng không ạ? À? Tại vì bây giờ tăng lãi suất thì cũng 1.700 đô đó nhưng mà tôi thu về đến bao nhiêu à, má 40 triệu lận đó, đô nó tăng mà dưới tay nó tăng mà, hồi đó 23 hồi đó bao nhiêu 1.700 tôi quy bằng cái giá 23.4 có 38 39 triệu à, má còn bây giờ phép nó tăng lãi suất đô lên hai mấy luôn nè, vừa rồi nó lên 24 mấy nè, tôi vẫn bán tôi vẫn để giá 1.700 tôi được bốn mấy triệu, vậy tôi đâu có cần tăng lãi suất đâu, thằng phép tôi đâu có cần tăng giá sản phẩm tôi đâu, má thằng phép nó ăn giùm tôi rồi. Tự nhiên mấy ông mấy bà là phải mất nhiều tiền hơn để đổi về giúp đỡ rồi. Cho nên cái từ cái câu chuyện này nó sẽ cho các bạn có một cái góc nhìn, một cái giá trị cực kỳ hay, cái chỗ là một khi kiến thức của các bạn có rồi á, các bạn ngồi một chỗ các bạn âm thầm các bạn móc tài sản của người ta bỏ vô túi các bạn nào không hay á, đúng không? Bỏ vô túi các bạn nào không hay á. Nếu các bạn còn biết trước được, có cái khả năng mà biết được cái việc mà Fed nó chuẩn bị nó tăng lãi suất hay giảm lãi suất, và các bạn có một cái cách phù hợp cho cái cơ cấu, cái quy trình sản xuất của các bạn, cái doanh nghiệp của các bạn, cái việc phát triển của các bạn, mà nó là đỉnh của đỉnh luôn á, đúng không? Cho nên học là một chuyện, áp dụng được hay không là một chuyện. Phải có những cái thằng nó đi trước, nó ranh ma, nó đi trước, nó biết về những cái này rồi nó nói lại chúng ta. Được chưa? Tiếp nha. Bây giờ có một cái nữa
là có một cái khái niệm nữa là cái phần này nữa là vậy hiểu vì sao một cái nước thích phá giá tiền tệ chính mình để cho nước khác nhập siêu hàng mình nhiều, tức là nó có lợi cho xuất khẩu. Với một cái nước mà chùm nhập siêu mà tự phá giá tiền tệ của mình thì tự hút máu tài nguyên của mình về nước khác. Ở cái đoạn này các bạn hiểu ý nghĩa đoạn này chưa ạ? Hiểu ý nghĩa đoạn này chưa ạ? Nó liên quan đến cái việc mà giá và giá trị. Tại sao ở những cái buổi cơ bản cô đánh mạnh, cô nhấn mạnh cho các bạn phải phân biệt thật là rõ giữa giá và giá trị. Ví dụ như VND, tỷ giá VND so với đô la Mỹ là 23.000 trên một đô, nó lên 25.000 trên một đô thì lúc đó giá nó tăng. Có hai vấn đề là giá và giá trị. Lúc đó nếu như chúng ta nhìn như vậy, từ tiền Việt Nam đồng 23 lên 25 để đổi một đô là Việt Nam đồng mất giá, đúng không? Việt Nam đồng lúc đầu là 23.000, bây giờ phải gồng lên 25.000 mới đổi được đô, là Việt Nam đồng mất giá trị. Việt Nam đồng mất giá trị nhưng cái giá 23 lên 25 là tăng giá nha, đô nó tăng giá. Cho nên phân biệt giá và giá trị, tại vì khi các bạn phân biệt được rõ giá và giá trị, các bạn sẽ hiểu tại sao có một số cái nước nó tự phá giá tiền tệ của nó, Hồi nãy chúng ta thấy là gì? Phá giá nè, phá giá tiền tệ tức là gì? Giảm lãi suất, tung tiền ra, phá giá tiền tệ thì nó tốt cho cái gì? Nhập siêu ngon, do dùng ít tiền bán ra mua được nhiều đô la hơn, nhập siêu ngon. Đây, đúng không? Phá giá hàng hóa xuất ra sẽ cạnh tranh hơn à. Đây, còn cái phần này nữa nè, cái này mới là quan trọng nè. Cái câu hỏi là phá giá tiền tệ sẽ tương đương với lạm phát hay thịnh phát, thì tôi nghĩ các anh em dư sức trả lời được những câu hỏi như vậy, đúng không? Rồi cái nữa, có một cái từ nữa gọi là nhập khẩu lạm phát. Các bạn có nghe qua từ này chưa? Nhập khẩu lạm phát. Nhập khẩu lạm phát tức là gì? Tức là bản chất, ví dụ như những cái nước bình thường họ không có in tiền, họ không muốn lạm phát nhưng mà tự nhiên cái họ bị lạm phát. Họ không hề in tiền ra nha, nước của họ cũng không có bong bóng bất động sản hay cái gì hết, nhưng mà tự nhiên nó bị lạm phát. Là tại vì sao? Là tại vì nhập khẩu lạm phát tức là giá hàng hóa thế giới nó tăng. Ví dụ như cái việc mà Việt Nam chúng ta tự nhiên cái bị nhập khẩu lạm phát của gì? Của giá xăng dầu. Việt Nam chúng ta nhập khẩu lạm phát đó. Việt Nam chúng ta đang yên, đang lành, đang ổn, bà mẹ nó tự nhiên cái xăng nó lên, bắt buộc chúng ta phải bị nhập khẩu xăng nhiều mà, là bắt buộc chúng ta là phải tăng giá xăng lên, mọi thứ nó lên luôn. Thì lúc đó mặc dù nhà nước chúng ta không có in tiền ra để làm lạm phát, nhưng do nhập khẩu những cái nhiên liệu bên ngoài, nhập khẩu về nhiều á mà giá hàng hóa nó tăng á, thì thành ra chúng ta nhập khẩu cái lạm phát của nước ngoài vô luôn. Cho nên nếu mà nhập khẩu lạm phát, tức là doanh nghiệp Việt Nam cần nhiều Việt Nam đồng hơn để nhập hàng về, sau đó Việt Nam đồng mình cần nhiều tiền hơn để nhập hàng nước ngoài về, sau đó lại phải bán cái giá cao hơn, vô tình bị ăn thêm một cái đòn thứ hai nữa, là tự người dân chúng ta kê giá cao lên, nó đẩy giá lên cao tiếp nữa. Cho nên cái nhập khẩu lạm phát này cực kỳ kinh khủng. Tại vì cái thằng mà nó làm cho thế giới này lạm phát là một thằng tội ác, đúng chưa các bạn? Cái thằng mà nó thường xuyên nó in tiền, nó làm cho thế giới này lạm phát, nó là một thằng tội ác. Có những thằng quốc gia nhỏ hơn nó, người ta bình ổn, người ta rất là hạnh phúc, bà mẹ nó tự nhiên cái bị nhập khẩu cái lạm phát của nó về nước, xong rồi người dân tự đẩy giá nhau, phải bắt buộc nhập giá cao thì phải bán giá cao hơn, đẩy mẹ lạm phát lên luôn, đúng không? Việt Nam mình là bị nhập khẩu lạm phát tại đó là đúng đấy. Cho nên nhiều khi cứ nói trời ơi, in tiền, nhà nước Việt Nam in tiền nhiều quá, lạm phát làm con mẹ gì in tiền nhiều, do nhập khẩu lạm phát, đúng chưa? Cho nên biết thêm cái kiến thức này rồi để làm gì? Để mai mốt á, gặp mấy thằng nguy hiểm ở trên cộng đồng á, nó mà bô cái miệng nó nói á, nó chỉnh nó lại, dạy ngược nó lại. Đây chưa?
Rồi. Tiếp nữa. Lãi suất, nhớ nha, lãi suất tỷ lệ nghịch với chứng khoán và những cái game đầu tư dài hạn. Đây là công thức bất biến. Các bạn để ý công thức này bất biến. Một khi mà tăng lãi suất thì chứng khoán, bất động sản, những cái game mang tính chất dài hạn tự động giảm, tự động xuống. Một khi mà giảm lãi suất tung tiền ra, những cái game đó tự động nó đi chiều ngược lại, nó lên. Dễ nhớ không? Đây là công thức bất biến. Nhưng cái công thức này vẫn có rất là nhiều người đi chơi chứng khoán u mê. Mà cái thời điểm này người ta đang tăng lãi suất, người ta đang chính phủ Fed nó tăng lãi suất, chính phủ Việt Nam các kiểu ngân hàng này chúng mình tăng lãi suất, mà vẫn hỏi là anh ơi chứng khoán giờ vào được hay không. Nếu như hỏi tôi cần cái mã thì tôi phân tích thì ok, tôi nói các bạn biết được, nhưng nói về một tổng quan là tôi không chơi. Tại vì đây là công thức này nè, tăng lãi suất thì thằng kia nó rớt ngược chiều, mà mặc nhiên nó ngược chiều nó rớt, cho nên nhớ công thức này nha, đúng không? Các bạn vừa rồi các bạn thấy chứng khoán Việt Nam rất mạnh không, chứng khoán của thế giới cũng rất mạnh đúng không, rồi cái việc mà Fed nó tăng lãi suất thằng Bitcoin nó cũng đi luôn đúng không, nó bị rất cùng nhịp á, chứng khoán cũng đi. Cho nên cái công thức này nha, phải lưu ý nha. Đây là những cái ví dụ về hậu quả của cái việc lạm phát, cái này có lướt qua thôi. Ví dụ năm 2013, 2018 khi nền kinh tế phát triển tốt, người dân cầm cố tài sản để đi vay thêm ngân hàng và đầu tư chứng khoán, bất động sản. Có nghĩa là trong một cái quá trình mà nền kinh tế phát triển ngon lành thì tự nhiên có nhiều người đi vay tiền, lượng tiền tín dụng bắt đầu tăng cao nè, tăng mạnh nè. Do đó lạm phát tăng đều từ 2013 đến 2018, nó tăng đều lên luôn. Là do cái quá trình hình thành từ 13 đến 18. Thời điểm đó coi chưa có thịnh, dân đa số dùng cái tiền đó để đầu tư vào bất động sản, do 90% tài sản đang cầm cố ngân hàng vay thêm cũng lại đi chơi bất động sản nữa, cho nên nó đẩy cái giá bất động sản lên. Phần nhỏ thì dòng tiền này mới đi vô hàng hóa sản xuất. Hậu quả là các bạn biết từ 2018 2018 á, hậu quả là cái phần cơm của người dân từ 10.000 đồng lên mẹ mới nó 12.000 đồng một hộp cơm, thậm chí 15.000 đồng một hộp cơm, thậm chí nó lên 20 luôn. Đối với những cái công nhân mà người ta ăn một hộp cơm, người ta có một con cá, bây giờ là họ phải ăn nửa con cá để ăn hết một hộp cơm đó. Người lao động không thể nào trả nổi cái chi phí cao, họ chán nản, họ bỏ việc, họ về quê, họ chăn trâu làm gì đó. Ok chưa? Họ bỏ việc và đẩy cái tỷ lệ thất nghiệp lên. Tệ nạn xã hội tăng cao, an ninh lại phải thắt chặt. Dân giang hồ đi cho vay nó tăng lên rất nhiều. Cái này các bạn sẽ thấy cái đợt dịch vừa rồi, nhớ không? Cái đợt dịch vừa rồi các bạn có thấy một cái điều ngạc nhiên là rất nhiều tổ chức đang cho vay, alo cái có tiền nó dán đầy cái hẻm của các bạn luôn. Đó là một cái hệ lụy đó, đúng không? Đó, mọi hoạt động dân giang hồ cho vay nó làm rất mạnh. Riêng Mỹ rất là sợ tình trạng này xảy ra, là tại vì người dân Mỹ nó có súng và nó đa sắc tộc, nó lại buông miệng, câu cửa miệng của nó là tự do. Cho nên nếu như mà loạn một cái là nó lại dễ đi khai. Tại vì sao? Các bạn nhớ Mỹ là hợp chủng quốc Hoa Kỳ, mỗi tiểu bang nó được quyền ly khai nha, nó được quyền ly khai độc lập riêng nha, nó được quyền cái đó, tại nó không làm thôi. Cho nên đó với bọn Mỹ nó rất là sợ cái câu chuyện mà lạm phát này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Ok chưa? Biết những kiến thức này để sau này các bạn sống trên thị trường tài chính này 5 năm 10 năm không phải lên cơm cứ ngồi chơi coi chơi này nọ, không, nó không có cái góc nhìn rộng hơn, nó không làm anh em mình cá hơn. Rồi những cái này ví dụ chắc không cần. Hậu quả của lạm phát nữa nè, năm 1920 quốc gia được cho là công minh hàng đầu thế giới là nước Đức đã in ra một cái lượng tiền rất là nhiều khiến cho siêu lạm phát. Sau đó 2 năm là năm 1922, dòng tiền cao nhất của nước Đức có mệnh giá là 50 ngàn mark. Chỉ sau một năm là năm 1923, mệnh giá cao nhất là 100 tỷ mark, và 12 năm sau đó lên tới 100 tỷ mark để đổi được $1 siêu lạm phát luôn. Đó. Năm 29, năm 39 thảm họa kinh tế khủng khiếp tại Mỹ khi lượng tiền quá nhiều cho đầu cơ. Vào ngày thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 1929, có 9 triệu cổ phiếu bị bán tháo ra, tại vì nó mất giá mà nó không giá trị, nó bán tháo ra nó không còn giữ nữa. Đến ngày thứ ba là ngày 29 tháng 10, tức là sau một ngày thôi, thì từ 9 triệu nó tăng lên 16 triệu cổ phiếu bán tháo. Đến tháng 11, chỉ số Dow Jones của Mỹ giảm 51% số điểm so với tháng 9, và tất cả các cổ phiếu thi nhau rớt giá trong 3 năm liên tiếp.
4.300 ngân hàng đóng cửa, hàng triệu người mất trắng tiền trong một ngày, hơn 4 triệu người Mỹ thất nghiệp vào năm 1930, 8 triệu, hơn 4 triệu người Mỹ thất nghiệp vào năm 1930, 8 triệu người thất nghiệp vào năm 1931, tức là sau đó một năm, và cách thêm một năm nữa là từ 8 lên 12 triệu người thất nghiệp. Nó tương tự, và cái câu chuyện này tương tự với Venezuela vào năm 2019. Cho nên các bạn sẽ thấy cái hậu quả lạm phát nó rất là kinh khủng. Tại vì nó kinh khủng ở chỗ nó ảnh hưởng tới chính trị. Nó ảnh hưởng tới chính trị. Được chưa? Rồi. À, còn một điều nữa. Các bạn để ý, cái này là chuyên nghiệp. Tất cả những cái lần mà dòng tiền thế giới được tung ra Đức rất nhiều, các bạn để ý nha, sẽ chắc chắn sẽ có một cái nước nào đó sẽ có chiến tranh. Mà những cái nước chiến tranh đó, đặc biệt nó mua vũ khí và nó xài đồng đô la rất là nhiều. Nói đến đây các bạn nhận ra vấn đề gì chưa? Nói đến đây các bạn nhận ra vấn đề gì chưa? Các bạn thấy vừa rồi thằng Fed nó tung ra cái lượng tiền nhiều không? Rất nhiều. Thằng Trung Quốc cũng như vậy luôn nha. Thằng ngân hàng châu Âu nó cũng như vậy luôn, tung ra rất nhiều. Tại sao tôi nói với các bạn là sắp tới á, Bank UK vay thêm 1,4 tỷ nè. Tại sao tôi nói với các bạn là sắp tới 2022-2023 sẽ có nhiều cái biến động về chính trị bất ổn, nhất là Biển Đông. Tại sao? Tại vì với những kiến thức này chúng ta hiểu là một điều là tiền nó đang có rất nhiều ngoài thị trường. Thì cái bài toán đối với những cái chính phủ lớn nó cần phải thu tiền về. Một, nó tăng lãi suất. Hai, nó đốt bớt tiền đi. Nó đốt bớt cái lượng tiền ở ngoài đang thị trường đi. Mà cái cách đốt nhất á, cái cách đốt tốt nhất là các bạn biết gì không? Có chiến tranh. Các bạn biết một cái chiếc xe tăng nó trị giá bao nhiêu không? Cái slide này nè, cô còn một cái file ở phía dưới, còn một cái slide nữa, cô liệt kê ra cho các bạn những cái xe tăng của thằng Nga mà nó đang dùng, Ukraine nó đang dùng, một cái chiếc xăng mấy triệu đô la Mỹ. Vừa rồi các bạn biết là bên cái chiến sự ở đó nó đã đốt biết bao nhiêu cái khí tài rồi. Thì đó là một cái cách đốt tiền tốt nhất. Cho nên nếu như mà có tiền tung ra ngoài thị trường lạm phát nhiều quá thì lo mà cẩn thận, chắc chắn các bạn sẽ có cái câu chuyện thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, nhất là chiến tranh sẽ phải có. Không có nước này cũng có nước khác. Từ đó các bạn thấy thằng Ukraine với thằng Nga đánh nhau, nhưng mà các bạn có biết là đang có một thằng đánh nhau nữa mà các bạn không biết không? Đố ai biết được. Đang cũng có một thằng đánh nhau đấy. Có một thằng vừa rồi này mới đây luôn. Thổ Nhĩ Kỳ, chính xác, Thổ Nhĩ Kỳ với Israel. Mới đây luôn, Thổ Nhĩ Kỳ với Israel, nhưng mà không thấy nào nói về cái đó. Mặc nhiên sắp tới sẽ có câu chuyện có thể là của thằng Trung Quốc với thằng Đài Loan. Cái lượng tiền của Trung Quốc nó tung ra ngoài rất là nhiều. Nhiều lắm. Và đó là một công đôi việc luôn, nó lượm luôn Đài Loan luôn. Và đốt có tiền. Đài Loan mua vũ khí của Mỹ nhiều ít. Đài Loan mua vũ khí của Mỹ nhiều ít. Tại sao các bạn biết vừa rồi ở bên cộng đồng tôi nói là sẽ có thằng Đài Loan sẽ phải xung đột với Mỹ, sẽ phải xung đột với thằng Trung Quốc. Có nhiều người nói tôi không nghĩ là Đài Loan sẽ bị Trung Quốc lấy, thằng Mỹ nó sẽ đứng yên cho thằng Đài Loan không chiến tranh. Nếu ngày hôm nay các bạn học những kiến thức này, bây giờ các bạn có câu trả lời chưa? Các bạn có câu trả lời chưa? Thằng Đài Loan là một trong những thằng mua, dùng đô la để mua, dùng tài sản để đổi đô la, dùng đô la để mua cái vũ khí của Mỹ rất nhiều. Và cái cách tốt nhất là đốt bớt cái tiền đó đi. Đúng rồi, mua thì phải xài, mà nó mà xài rồi thì nó sẽ mua nữa, không phải mua nữa, nó xài hết nó phải mua nữa. Cho nên một trong những cách thu hồi tiền tốt nhất là đốt bớt. Cho nên vừa rồi cái câu chuyện của Luna tôi nói với các bạn, nó ra cái version 2.0, 3.0 qua không quan tâm. Tôi nói cái bài bán nó cần. Ông CZ ông nói một câu mà tôi thấy ông là cái người mà có tầm nhìn đó. Ông nói cái bài toán mày cần xử lý là mày đốt bớt cái lượng cung hàng, cái lượng cung của Luna ra, chứ không phải là mày ra cái phiên bản 2.0, 3.0. Má vậy mà vẫn có nhiều bao nhiêu thằng đi mua, đi kêu cộng đồng vô mua. Có phải là cái góc nhìn của nó kém không? FOMO làm chi? Bây giờ nó ra phiên bản 1, nó ra phiên bản 2, nó ăn cái nguồn cung lên nữa, tự nhiên tụi bay đẩy ra tụi mua. Tào lao vừa mua cái chi hai mẹ luôn. Đúng không? Giờ sắp đặt luôn rồi đó. Là tại vì sao? Nó không có kiến thức kinh tế vĩ mô. Nếu nó có những kiến thức này, cái góc nhìn nó khác, cái góc nhìn của nó sẽ khác.
Tao nói cái bài toán là khi nào mà thằng Luna mày đốt mất nguồn cung thì tao vô chơi. Còn không mày dẹp mẹ đi. Mày ra version 2, version 3 gì đó không có chơi. Cho nên tôi nói các bạn, cái câu chuyện mà sẽ có chiến sự giữa thằng Lài Lan và Trung Quốc là hầu như là chắc chắn. Đừng có nói câu, đừng có nói câu, tôi biết, tôi nói các bạn luôn là đúng. Thằng Mỹ nó sẽ không để Đài Loan bị Trung Quốc lấy, nó không để. Nhưng không có nghĩa là nó không cho chiến tranh xảy ra. Không có nghĩa là nó không cho xung đột xảy ra. Mà vừa rồi tôi nói với các bạn là thằng Trung Quốc nó sẽ phải đi xung đột và đụng thằng Đài Loan. Cho nên bạn nó sẽ lên, xong một số người nó cứ hiểu theo cái nghĩa là à, Trung Quốc phải bị Đài Loan lấy. Tôi không cần biết Trung Quốc có bị Đài Loan lấy hay không, nhưng tôi biết chắc chắn là hai thằng sẽ xung đột và thằng Đài Loan phải phải đốt bớt cái lượng vũ khí đang dùng và mua lại tiếp. Ok chưa? Rồi thằng Trung Quốc nó lại được thêm một cái thế luôn. Nó xử lý được một đống khí tài của nó nữa. Đó. Cho nên chiến tranh là cách tốt nhất để đốt bớt một cái lượng tiền khổng lồ ngoài thị trường này. Ok chưa? 10 giờ mấy rồi hả? Sao không kịp? Bây giờ chắc tôi lướt qua cái này nha. Những cái này thì những cái clip cũ các anh em, cái này có public rồi đó, các anh em lên coi lại, lên coi lại. Tôi sẽ nói những cái quan trọng. Những cái quan trọng ở trên đây là những cái nhận định chứng khoán và mảng ối, là những cái này nhạy cảm thì tôi có in cộng đồng tôi sẽ ẩn lại. Bây giờ chứng khoán thì các bạn để ý theo phần này. Chứng khoán á, là có những cái mã trụ. Chứng khoán sẽ có một số những cái mã, cái vốn hóa nó cực kỳ khủng, đó là top 10. Thì khi mà các bạn nghe cái thị trường VN Index nó đang lên thì làm ơn làm phước nhìn cho kỹ. Nó lên là tổng thể nó lên hay là do những cái mã trụ này lên? Ví dụ các bạn nói thị trường crypto nó ngon quá, nó lên rồi. Nó lên là do BTC nó lên, nó kéo mấy anh kia lên, hiểu không? Có nghĩa là do cái mã trụ nó lên, nó kéo mấy anh kia lên. Rồi có thể là BTC không lên, nhưng tổng vốn hóa thị trường nó lên, nhưng mà lại lên là do altcoin. Cái đó mới là ngon, nó nhảy vô đánh altcoin mới ngon. Hiểu không? Thì tôi tự chứng khoán, nếu những cái mã trụ này á, những cái mã trụ này nói luôn với các bạn, nhà cái nó nắm hết. Nhà cái nắm hết khi mà thị trường nó giảm mức nào đó, nhà cái muốn giữ cái mức đó hoặc là muốn kéo nó lên thì chỉ cần bơm một trong những cái mã này lên thôi, thì bắt đầu tổng thì tổng thấy thị trường nó lên, nó xanh. Ok chưa? Giờ mình chỉ nghe mỗi RKT chia sẻ kiến thức, kênh khác mình cũng không rảnh để nghe nữa. Còn cảm ơn các bạn. Các bạn xe cứ xe nhiều vô, tại vì cái này nó ảnh hưởng đến nhiều đứa ăn tất cỡ lắm, cứ xe mạnh vô. Cho nên mỗi lần mà tôi zoom có nhiều đứa nó vô phá là vậy á. Các bạn có ngạc nhiên là tại sao những kiến thức hay ho như vậy, tốt bộ não cho nó mà nó vẫn phá mình? Là tại vì đơn giản là ảnh hưởng cái chén cơm của nó. Có nghĩa là nó ở cái tầng thấp hơn chúng ta đó, được ở tầng thấp hơn anh em mình đó. Bây giờ cho nên quay lại cái câu chuyện này, không cà kể nó nữa, má cà kể đắt nó cuối buổi nó chửi tôi á. Nãy giờ không thích nó, đắt nó lên chửi. Quay lại cái chứng khoán mà các bạn thấy cái thị trường xanh IV index lên các kiểu, coi chừng nha, coi chừng coi lại thằng nào lên nha. Rồi tiếp. Mở rộng ra 15 mã có vốn hóa cao nhất thị trường, nó chiếm đến 65%, tức là 2/3 thị trường. Có 15 mã chiếm 2/3 thị trường, chiếm 62% tổng thể thị trường chứng khoán. Cho nên nếu mà các bạn chơi, các bạn phải để ý. Do đó chỉ cần đánh vào 4 cái mã trụ top là cộng thêm 11 mã còn lại thì chỉ cần rớt 1% cả thị trường sẽ cục chốc 0,7% một ngày. 4 cái mã trụ đây, Công Băng, VIX, VHM, CTG. Do đó bằng mọi giá nhiều thế lực phải luôn bảo vệ 4 cái mã này và 6 cái mã khác nữa, bất kể kết quả như thế nào. Tại vì sao? Tại vì thị trường chứng khoán Việt Nam là một cái bộ mặt. Thị trường chứng khoán Việt Nam không có sập, nó là một cái bộ mặt để cho người ta nhìn vô là nền kinh tế Việt Nam ổn và nước ngoài người ta đầu tư vào. Cho nên vừa rồi những cái tiêu cực ở chứng khoán Việt Nam, các bạn thấy nhà nước chúng ta làm rất là mạnh tay, rất là sát, ông nào ông đó quốc liền luôn, lên đường liền luôn. Tại vì đó là bộ mặt, nếu mà làm cái đó không ổn, những cái nhà đầu tư nước ngoài người ta sợ, người ta rút tiền ra, người ta nói thị trường này không minh bạch. Cho nên phải làm vững. Sau cái vụ đó, bác Phạm Minh Chính còn qua bên Mỹ làm thêm một cái ngoại giao nữa, các bạn thấy không? Gõ cửa, cái phiên đóng cửa thị trường Dow Jones, nhớ không? Đúng không? Hiểu chưa? Đó là để có cái niềm tin cho người nước ngoài. Người nước ngoài người ta tin và người ta đổ tiền tiếp vào đầu tư cho quốc gia chúng ta. Cho nên nếu như các bạn có cái kiến thức này, các bạn sẽ rất là hay ở cái chỗ là các bạn nhìn thấy nếu như mà cái ngưỡng này, cái thị trường chúng ta đang có vấn đề gì đó, bảo đảm sẽ đẩy lên. Nếu mà đẩy lên thì các bạn múc mã nào? Các bạn chơi phân bón hả?
chơi xăng gì, chơi 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 thép hả, chơi gì, chơi băng chính thép hả, múc những cái mã trụ. Nếu mà thị trường sắp bằng lờ, múc những mã trụ cỡ nào nhà cái cũng đẩy lên, chơi chứng khoán dễ hay khó, được chưa? Rồi các quỹ nước ngoài cũng sẽ phải cứu cái giá VN Index, tại vì cái tiền của nó đang nằm trong đó, nó cũng sẽ phải đẩy cái mã này lên rồi. Nhà cái không đẩy nó cũng sẽ phải đẩy, đúng không? Nó mà không đẩy cái này nó sập một cái là mấy thằng khác bán tháo, là tài sản của nó đang ở trên cao mức giá, nó phải đẩy, ok chưa? Rồi những cái sau chắc cũng phải ẩn lại. Bây giờ quay lại còn vài phút cuối, bữa nay nội dung nói không có kịp rồi, cho nên cái phần kinh tế vĩ mô này á, nếu mà đủ cái khoảng 4 đến 5 buổi, có tổng thể thị trường tài chính này nó có bốn cái nhà cái rất là to, tác động rất là mạnh đến cả thế giới này, hay còn gọi là tứ trụ về tài chính. Đó, thằng đầu tiên là thằng Fed, tức là thằng Mỹ, nó nắm cái quyền phát hành đồng bạc xanh. Cái việc của nó là nó cứ tạo thanh khoản, nó cứ tạo thanh khoản, nó bắt buộc là nước này nước nọ phải xài đồng bạc xanh của nó là nó xong. Thằng hai là Trung Quốc, thì nó là công xưởng thế giới, nó không còn chơi được cái đồng bạc xanh thì nó chơi theo cái hướng là nó giữ cái logistics, nó giữ cái giao thương, nó là công xưởng sản xuất thế giới, nó là ông tổ của cái ngành copy, đúng chưa? Nó là ông tổ của cái ngành hàng nhái và đồ rẻ, nó chơi như vậy đó. Thằng Nga thì khác à, thằng Nga nó chơi nó là chùm của dầu khí nông phẩm, cái lượng dầu, cái lượng nông nông phẩm của nó chiếm 1/3 cho thế giới, hiểu chưa? 1/3 thế giới. Pháp sư Trung Hoa hả? Ừ. Rồi thằng thứ tư là cái thằng mà bí ẩn nhất, ít có thông tin về nó nhất và ít ai ngờ nhất, đó là thằng châu Âu. Lát chúng ta sẽ tìm hiểu, còn khoảng mấy phút cuối chúng ta sẽ tìm hiểu, vì chúng ta sẽ tìm hiểu về châu Âu, về bốn cái thằng nhà cái lớn này. Tại vì hiểu bốn thằng này rồi, các bạn sẽ có cái góc nhìn rất là khác về đầu tư các bạn. Khi chúng ta có tiền rồi, chúng ta sẽ biết là thằng nào nó đang tác động, thằng nào đang ảnh hưởng tới cuối tiền chúng ta trong tương lai. Ok chưa? Bây giờ nói từng thằng nha. Đầu tiên thằng Mỹ, thằng Fed á, nó kiểm soát cái đồng bạc xanh, nó kiểm soát thế giới bằng cái việc là nó tạo thanh khoản đồng bạc xanh, nó tạo thanh khoản ngày một to nha, ở nguồn của tài chính, đúng rồi đó. Cho nên đừng có đụng với cái đồng bạc xanh của nó còn bắt buộc là cái việc mà giao dịch mua bán những cái thứ tài sản tài nguyên quý giá trên cái địa cầu này bắt buộc phải dùng USDT, không dùng USDT là nó đặt bằng mọi giá, thậm chí nó xử luôn cái quốc gia đó luôn á. Thằng nào mà giao dịch dầu khí mà không dùng đô đi, nó sẽ có cái nguyên, có nó tự nhiên có lý do và nội chiến, và nó vô, nó can thiệp vô, lụm mẹ luôn nước quốc gia đó, xong đâu sau đó quốc gia đó về NATO luôn, thân Mỹ thân phương Tây luôn, tự nhiên luôn, hiểu không? Đó, cho nên những cái quốc gia mà không đủ cái tiềm lực vững, tốt nhất là đứng trung lập. Thằng Ukraine là một thằng rất là dại thật luôn, tôi không bên ai cả, tôi nhưng mà thằng Ukraine rất dại, tại vì nó nghiêng về NATO một cái là xong mẹ nó rồi, nó đứng ở giữa, nó sống bền vững nha. Có nhiều cái nước châu Âu người ta đứng ở giữa trung lập, nó sống bền vững mấy trăm năm luôn, tự nhiên nghiêng về NATO, nghiêng về phương Tây. Chứ thằng hồi nãy chúng ta học thằng Nga này, có tình hiểu Nga chúng ta sẽ biết Nga đập liền, thằng NATO cũng dám nhận luôn, NATO ngon nhận vô thử đi. Thằng Nga nó mạnh lắm á, thằng Nga nó mạnh là mạnh về phòng thủ á, mạnh về cái, hồi nãy chúng ta học Nga là sẽ biết nè, thấy chưa? Rồi thằng dưới đây coi này, phép này á, nó buộc các tài nguyên giá trị như là vàng nè, như là dầu nè, phải giao thương bằng USD. Sau đó nó còn thao túng bằng cái việc mà tăng hay giảm lãi suất. Thì cái việc mà tăng hay giảm lãi suất là cái việc nó đi móc túi những cái quốc gia đang nghèo, bị lệ thuộc bởi cái đồng đô la của nó. Và trong khi nó ban đầu là nó vươn cái giò bạch tuộc của đô la của nó đi khắp tất cả các nước luôn. Xong rồi những cái nước mà nghèo thì nó dùng cái việc mà tăng hay giảm lãi suất để nó hút máu cái tài nguyên, hút máu cái tài sản của những quốc gia đó về túi của nó, đúng không? Hồi nãy chúng ta học rồi, ok chưa? Nè, nó hút tài sản thế giới về liên tục để tài lực nó càng mạnh, để nó có thể chống lại các cái thế lực, chống các thế lực mà đi ngược lại ý của nó, ok chưa? Đấy, bây giờ đó là phép, thì chúng ta đi qua Trung Quốc. Thằng Trung Quốc nó là công xưởng của thế giới, nó biết nó không chơi cái đồng bạc xanh được, thằng phép nó đi trước đó rồi. Nó biết nó không phát triển được cái đồng nhân dân tệ của nó, tạo thanh khoản nó cố gắng lắm nhưng nó không bằng đồng đô la, thì nó đi cái hướng khác, giống như kẻ cướp gặp bà già nãy mình nói á. Thì bây giờ nó chơi, nó là công cụ, nó sẽ phát triển cái công xưởng thế giới của nó, và nó phát triển cái con đường tơ lụa, tức là nó đánh vô cái việc là hàng hóa sản xuất và con đường logistics. Các bạn sẽ thấy có cái chính sách của nó là chính sách phát triển con đường tơ lụa, một vành đai một con đường, thấy không?
Hiểu chưa? Bây giờ hiểu tại sao ông Tập Cận Bình ổng bằng mọi giá phát triển cái đó chưa? Là bởi vì nếu như mày có tiền mà hàng hóa mày không có hàng sản xuất cho mày, hoặc là mày bị chặn những cái đường hàng hóa đó, thì mày có tiền mày mua được hàng mày cũng không đi được, đúng không? Bây giờ thằng Trung Quốc nói chơi zero covid, bao nhiêu người ở đây đang nhập hàng hóa online về bán chết dở với nó. Bây giờ các bạn có tiền các bạn cũng không có mua được, đúng không ạ? Đúng chưa? Rồi thằng Trung Quốc nó phát triển rất là mạnh, nó nổi tiếng nhất là nó có một cái đường sắt Tây Tạng dài 1.956 cây số, nó tỉnh hai đường, nó tỉnh nó liền hai cái tỉnh Thanh Hải và Tây Tạng. Các bạn hãy lên Google các bạn search cái đường sắt này, nó rất là khủng khiếp, nó rất là hoành tráng đấy nha. Và Trung Quốc nó giữ vị thế độc tôn cung ứng công xưởng của thế giới giao thương, đến bây giờ nó vẫn giữ cái vị thế độc tôn đó. Cho nên các bạn thấy là nó biết dưng nó làm hàng nhái chứ không phải không biết, nhưng nó một mắt nhắm mắt mở. Mày càng làm hàng nhái thì Trung Quốc càng là công xưởng của thế giới. Tốt, làm đi, dừng làm đi, nhái của nó đi. Nó chơi như vậy á. Đúng chưa? Một bên thì giữ tiền, còn một bên thì giữ hàng hóa và giao thương trọng yếu. Rồi liên tục tạo thanh khoản gắn kết cái mối quan hệ lợi ích hàng hóa với các nước xung quanh bằng cách gì? Quân sự còn nhái mà, đúng rồi. Các bạn biết là Trung Quốc nó sẽ tạo liên tục, nó tạo cái thanh khoản. Nó tạo thanh khoản đây là không phải bằng đồng bạc, bằng cái đồng nhân dân tệ của nó không, mà nó tạo thanh khoản bằng cái sự liên kết hàng hóa. Cho nên các bạn thấy là cái việc mà chính sách zero covid, Việt Nam chúng ta là một trong những nước nhập hàng hóa của Trung Quốc về rất là nhiều, Thái Lan cũng như vậy, nhập rất nhiều. Bây giờ nó cố gắng nó tạo cái lợi ích liên quan đến hàng hóa giữa những cái nước lân cận, rồi một khi mà cái hàng hóa đó mà cần nó siết lại một cái, hoặc là nó tung ra ào ạt một cái, thì nó thu về rất là nhiều đô la hay là những cái tiền khác, những cái tài sản khác. Được chưa? Rồi nó còn phải, cái Trung Quốc nó có cái mạnh nữa là chuỗi cung ứng, đúng rồi đó. Nó thấy mạnh nữa là nó phát triển cái công nghệ cao vượt trội, giá thành nó chơi nó cạnh tranh, và nó là ông tổ của đạo nhái. Thấy không? Một trong các nước, nó lại là một trong những cái các nước có quân sự mạnh nhất hành tinh này nha, chứ chả đùa nha. Cụ thể nó có cái tên lửa là nó có tên lửa DF-26, tên lửa này được biệt danh là sát thủ sương bay. Nó có thể nó bắn từ 3.000, tầm nhìn của nó bắn từ 3.000 đến 4.000 cây số, và mang cái đầu đạn hạt nhân từ 1,2 kg 2 tấn cho đến 1,4 tấn đầu đạn hạt nhân á, mà nó bắn 3-4.000 cây số á, và nó được mang cái tên là sát thủ của cầu sân bay á, sát thủ sân bay á, tin lắm. Rồi nó có một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo nữa mà Mỹ có nhưng không dám làm, Mỹ có nhưng không làm, tại vì nó ảnh hưởng đến nhiều cái quyền lợi của người dân. Nhưng Trung Quốc nó đã làm cái trí tuệ nhân tạo này, nó quản lý người dân đến nỗi mà các bạn thấy hiện giờ ở Trung Quốc là hầu như 100% tất cả các đường phố đều có camera, đi qua là camera nó quét, dù cho bạn đeo khẩu trang, đeo kính râm, đeo nón, nó quét theo cái dáng đi, nó ra luôn cái thông tin luôn, nó quét một cái nó ra. Nguyễn Văn Tèo học lớp 1 bỏ học đi chơi Bitcoin, đi chơi BO, đi làm leader admin, đi giả bộ tạo cái kênh này kênh nọ nè, có tiền án tiền sự nè, má nó quét ra hết. Đang vay nợ ngân hàng mua trả góp 12 tháng còn tháng bỏ, nó quét ra hết đó, nó quét ra hết. Và nó còn đang định là nó đánh giá cái nhân phẩm bằng cái đó luôn, có nghĩa là à, thằng này nhân phẩm không tốt, ăn ở không, ngồi ngồi nghe kiến thức với cái trading mà cứ chửi ông Thành hoài, đánh giá trừ điểm mày, rồi mày không được đi cầu lửa nữa, mày không được đi cầu điện ngầm nữa, mày chỉ chơi vòng vòng ở xóm mày thôi, ở hẻm mày thôi, mày không được đi ra chợ lớn chợ nhỏ. Nó đánh giá cỡ đó luôn á đó. Đó, nó đánh giá nhân phẩm như vậy luôn. Lúc đó ở phương Tây nó chửi, phương Tây nó nói đúng, mày làm như vậy là ảnh hưởng đến cái quyền tự do cá nhân, nhân quyền con mẹ gì đó, nó chửi quá trời chửi. Trung Quốc nó nói bây giờ nhà ai vậy, bây giờ nhà ai, mấy đứa đang đang coi lại nhà ai, nhà tao không làm mẹ tao làm chứ, khi nào mà mày lấy được nhà tao thì rồi mày muốn nói gì mày nói đó. Anh Bình Thí anh nói như vậy á. Cho nên nhớ vô cái channel Ricky Trading, vô group chat với cái trading, đừng có quan trọng tôi nói đúng hay nói sai, tôi luôn đúng, các bạn không bao giờ đúng được hết á. Nếu mà có sai là do các bạn chọn sai group thôi, chứ tôi là luôn đúng, nhớ nha. Đừng có vô cà khịa là nó kích thấy mẹ luôn á, dưới nó mấy admin đang ngồi cạnh mà nói chơi như vậy cho vui thôi, chứ nãy giờ tôi sợ nát lên nó chửi tôi, nãy nó ngồi cổng ngầm đây nó nghe nhiều lắm, mà nát lên nó chửi tôi, ngồi nghe đến cuối xong nó chửi mới vui. Ta cho bây giờ qua tới Trung Quốc còn nữa nè. Thằng Trung Quốc nó còn cái nữa là nó cái tài sản của nó bây giờ đang hơn Mỹ nha các bạn. Các bạn có nghe cái câu chuyện là vừa rồi Trung Quốc nó đã có cái tổng lượng tài sản vượt Mỹ và giàu nhất hành tinh này chưa? Nghe chưa?
Gì thầy ơi, Roland cũng là học trò thầy bảy nha. Tôi không có ai học trò nào tên Roland đó, coi chừng mà. Vài bữa nó nói nó là học trò ông Thành, cái nó bán khóa học nó làm gì thấy mẹ luôn á. Tôi nói các bạn cũng đừng có tin nữa, các bạn chỉ coi như cô chém gió thôi. Ok chưa? Các bạn hãy dùng cái trí tuệ các bạn, các bạn định đại đúng hay sai. Để làm chi? Để một ngày đẹp trời tôi có BM các bạn, tôi lừa tiền được tình gì đó, các bạn tự biết mà né ra. Rồi tiếp nè. Thằng Mỹ nó, tôi đã các bạn đã nghe ví dụ là thằng Mỹ nó cộng đường cộng tài sản hơn thằng Trung Quốc, nó có cộng tài sản hơn Mỹ, nó đang vượt cái thành tinh này chưa? Bây giờ chúng ta tìm hiểu sâu hơn chút nha. Năm 2000 á thì thằng Trung Quốc tổng tài sản của nó đang là 7.000 tỷ, thằng Mỹ nó 45.000 tỷ. Sau 22 năm là năm 2022, Trung Quốc tổng tài sản nó lên 120.000 tỷ đô, thằng Mỹ nó chỉ có 90.000 tỷ thôi. Tức là sau 22 năm thằng Mỹ nó ít 2, thằng Trung Quốc nó ít 17 lần. Và tổng tài sản này là rất là gì? Nó tổng tài sản này được tính bằng cái lượng hàng sản xuất, cái bất động sản, cái tài sản của người dân, nó tính hết tất cả, nó quy ra một cái lượng tiền nhất định nào đó. Hình dung chưa? Đấy, hôm trước em có đọc được Trung Quốc muốn đặt chân lên đảo Solomon, các nước nháo nhào lên cả Mỹ các kiểu, có để ý vụ này. Ở đây vụ này. Đấy. Cho nên các bạn nhìn ở chỗ này, các bạn sẽ thấy cái tổng tài sản của Trung Quốc hiện giờ nó lên vì chúng ta cần tìm hiểu bên trong là thật sự nó có giàu hay không. Ok chưa? Tìm hiểu nha. Nhưng mà chúng ta phân tích nè, chúng ta thấy cái dân Mỹ á, cái số lượng người dân của Mỹ á, nhưng mà dân của Trung Quốc á thì nó lại gấp 4 lần người dân của Mỹ. Nhưng nó đông, nó gấp 4 lần người dân của Mỹ. Chính vì như vậy cho nên thành ra GDP bình quân đầu người, thu nhập của Trung Quốc á nó nhỏ hơn, nó thấp hơn. Tại dân nó đông mà, nó chia đều ra dân nó đông mà. Cho nên các bạn thấy là cái GDP của dân Mỹ nó từ là 63.000 đô cho đến 64.000 đô trên một năm. Trong khi Trung Quốc nó chỉ có 17.000 à. Ok chưa? Rồi, từ cái chỗ GDP này nó nhiều nè. Thì các bạn hình dung ví dụ, bây giờ anh em mình trade marine, anh em mình trade một ngày một tuần kiếm 3.000, 5.000, tự nhiên cái đi khách sạn 5 sao đi sử dụng dịch vụ này dịch vụ nọ chi tiêu nhiều hơn đúng không? Nhưng những cái thằng mà mỗi ngày chơi marine mà thu mẹ nó 500 đô 1.000 đô đố nó dám đi năm sau chi tiêu hết hơn, nó bắt buộc nó thắt chặt chi tiêu, nó phải tích trữ tài sản, thậm chí nó bán tài sản nó ra đúng không? Cho nên thành ra các bạn thấy một cái thằng mà nó có cái thu nhập nhiều á thì nó sẽ chi tiêu nhiều, cái thằng mà nó có thu nhập ít nó chi tiêu ít. Thì cái thằng mà nó có chi tiêu, nó có thu nhập nhiều á thì hầu như nó hình thành lâu rồi thì tự nhiên nó có tài sản à. Nó không cần phải đi mua thêm nhiều tài sản làm cái gì, nó sẽ tập trung cho chi tiêu, nó tập trung nó hưởng thụ. Nhưng những cái thằng mà nó chưa giàu á, nó muốn giàu bắt buộc nó phải đi làm gì? Nó phải đi mua tài sản, nó phải tập trung cho tài sản mà nó giảm chi tiêu. Tại vì nó giảm tiêu sản, nó giảm chi tiêu, nó giảm chi. Nó phải tập trung nó mua tài sản, nó mua bất động sản, nó mua vàng, mua này nọ. Chính vì dân nó đông và cái thu nhập nó ít, nó lại hướng vào cái mua tích trữ tài sản. Cho nên thành ra cái bong bóng tài sản, cái bong bóng bất động sản, cái bong bóng ở bên Trung Quốc nó bị phình ra nhiều hơn. Hiểu chưa? Cho nên nếu mà tính theo cái tổng tài sản này nó là ảo. Tại vì tổng tài sản này trong nó có bất động sản của nó, mấy thằng này á, nó mua quá trời, nó đẩy giá bất động sản lên cho nên cái tổng tài sản này phình lên. Nhưng cái bất động sản ở Mỹ nó đâu có phình lên như Trung Quốc đâu. Cho nên thành ra cái nếu mà tính tổng tài sản hai thằng chưa chắc đúng. Cái này là chúng ta đang dùng cái kiến thức về kinh tế vĩ mô chúng ta phân tích. Cho nên nhiều người ta không biết đọc báo đài, các ô Trung Quốc nó giàu nhất thế giới rồi. Đúng rồi, các ông đang thấy con số. Nếu thằng Evergrande nó banh xác bất động sản Trung Quốc mà banh xác, các bạn coi con số này còn hay không? Hiểu không? Tại vì lúc đó bất động sản nó gãy một cái là kéo theo một chuỗi cung ứng thất nghiệp luôn. Người dân thất nghiệp luôn, lúc đó người dân thất nghiệp bán tháo tài sản đúng không? Tài sản rớt giá lại. Lúc đầu định cái bất động sản là 120.000 tỷ, bây giờ mọi thứ nó rớt giá, cái thằng này nó rớt liền. Cho nên nếu như cái quả bóng mà bong bóng mà Evergrande bất động sản Trung Quốc mà nó nổ một cái, Trung Quốc không còn là người giàu nhất thế giới, chắc chắn các bạn luôn. Nó giàu nhất thế giới là bởi vì trong đó có nhiều bong bóng nảy lên. Nè, dân thu nhập tốt sẽ chi tiêu nhiều, dân thu nhập không tốt sẽ chuyển qua tích trữ tài sản nhiều hơn. Cái chi tiêu của bên Mỹ á, Mỹ nó chi 77% cho dịch vụ vào tiêu sản. Nó có một chiếc xe nó không chịu, nó mua 2 chiếc 3 chiếc. Ở đây có anh chị nào ở bên Mỹ không ạ? À?
Tôi hỏi ngược lại anh chị, ở nhà các anh chị có bao nhiêu chiếc xe bốn bánh? Bèo lắm cũng phải hai chiếc. Một gia đình mà bốn người, tôi nói bèo lắm cũng phải hai chiếc, đúng không? Mà chưa kể thay liên tục luôn. À em ở Mỹ Tho hả? Vậy thì ở Mỹ Tho bèo lắm cũng phải có hai chiếc, cũng có hai ba chiếc. Một là hồ tiếu gõ, hai làm bán những cái gì đó, cũng phải có hai ba chiếc. Mỗi người một chiếc hả? Bốn bánh hả? Ừ. Chiếc ghe chiếc xuồng đó, đúng rồi. Cho nên thành ra ở người Mỹ mà cái họ chi cho rất là nhiều cho cái dịch vụ và họ đầu tư cho cái tư sản. Cho nên các bạn có thấy người Mỹ họ chi rất nhiều vô cái mảng chi tiêu, cho nên đẩy cái GDP lên. Cái GDP của Mỹ nó lên là bởi vì cái chi tiêu rất nhiều. Cho nên khi mà ông Trump á, ông muốn vực dậy cái nền kinh tế Mỹ, ông đẩy tiền trực tiếp vô từng nhà luôn. Tại vì sao? Tại vì người Mỹ nó chiếm đến 77% cho dịch vụ chi tiêu. Hiểu không? Cho nên nếu mà muốn đẩy cái GDP thì lên, chỉ việc đưa tiền vô từng nhà thì tụi nó chi tiêu nhiều hơn thì nó đẩy cái GDP lên. Cho nên ông Trump ông rất là không lanh khi mà ông muốn vực dậy nền kinh tế Mỹ, ông chỉ việc in tiền đẩy vô từng nhà. Nhưng ở Việt Nam chúng ta khác, chi tiêu không được như vậy. Chi tiêu không được như vậy, nhưng mà chi tiêu của Việt cái tiền của Việt Nam chúng ta nó cũng như những nước khác như Trung Quốc á, họ đẩy vào cái đầu tư nhiều hơn. Cho nên nếu như mà muốn đẩy cái đó lên thì cái tiền nó lại đẩy vô đầu tư, tiền chính phủ đã đẩy vô đầu tư, sẽ ít có chuyện mà đẩy vô cho người dân nghèo. Hiểu không ạ? Hiểu chưa? Cho nên các bạn thấy vừa rồi ông đẩy một phát là tất cả người dân nhận tiền trong tài khoản ngân hàng, bắt đầu mỗi người tháng mấy ngàn đi chi tiêu đi, tự nhiên mình tới lên. Còn Việt Nam chúng ta muốn đẩy là phải đẩy vô đầu tư công để cho nhiều người có việc làm. Đấy chưa? Đấy. Rồi. Tiếp nữa, Trung Quốc thì chỉ có chi 55% thôi, còn lại thì tích trữ tài sản. Chính vì thế nên bất động sản Trung Quốc gặp một cái vấn đề rất là nghiêm trọng là bị cái giới nhà giàu đẩy giá, thâu tóm giá đẩy lên. Các bạn biết hiện giờ đang có hơn 50 triệu căn nhà Trung Quốc đang bỏ hoang, không có người ở, là bởi vì rất là nhiều người giàu người ta muốn bất động sản ở đó. Giá giảm mà không, thị trường bất động sản rớt nhưng họ không bán, họ giữ giá lại, họ không bán tháo, tại vì họ nhiều tiền mà họ không bán tháo, mặc dù không có ai mua, cho nên thành những cái căn nhà bỏ hoang, đúng không? Tất cả số liệu này lên Google search có hết, tôi không có nói điều ở đây, là đó chia sẻ cho các anh em để các anh em có cái góc nhìn tốt hơn. Rồi nói tại Trung Quốc đúng không, bây giờ tiếp nha. Rồi Trung Quốc xong. Còn số 3 là thằng Nga, bây giờ 10:30 rồi, sợ không đủ thời gian. Chắc nó có thằng số Nga, thằng Nga với thằng châu Âu thôi, ngưng nha. Thằng số 3 là thằng Nga, thì thằng Nga nó khác với cái vị thế của nó, khác với bọn Trung Quốc và Fed Mỹ. Thì thằng Nga nó lại cung cấp cái lượng dầu, cái sức mạnh của nó là dầu và nông phẩm, nó cung cấp cho 1/3 thế giới. GDP trên đầu người của Nga năm 2020 là 10.1 ngàn đô trên một năm, Trung Quốc là 10.5, Mỹ nó lên 63.5. Em đi China rồi, chung cư nhiều lắm, đúng rồi, chung cư Mai nhiều lắm, chính xác. Còn Việt Nam chúng ta là 2.7. Có nên để cái chỉ số này không ta? Để nó kỳ quá à. Để tôi xóa mấy anh em những tài liệu sau, coi như không có cái đường dòng này đi. Rồi tiếp nè, diện tích của Nga nó, diện tích nó lớn nhất, nó kéo dài đến 11 múi giờ. Diện tích của Nga nó kéo đến 11 múi giờ là những cái đó rất là lớn nha, lớn hơn cả Trung Quốc cũng chả đùa đâu. Và cái thế mạnh của Nga nó là ở dầu mỏ, và nó có một cái vai trò là hầu như là anh cả trong Soviet, được chưa? Nhưng một cái điều thú vị là diện tích nó lớn nhưng mà dân nó ít, và dân nó chẳng những ít nữa mà dân nó tập trung về một phía. Ví dụ như nó có 75% diện tích nó nằm ở châu Âu, 75% diện tích nó nằm ở châu Âu, nhưng mà 30% người dân tập trung vô 30% này á, được gọi là cái trái tim. 75% diện tích nó nằm ở châu Á, nhưng mà hầu như tất cả người dân của nó, 78% dân số của nó tập trung ở phần châu Âu, tức là 30% còn lại của quốc gia nó tập trung ở châu Âu. Thì đây là trái tim của nó. Mà đặc biệt nữa, trời sinh cho nó một cái rất là ngon luôn, nó có một cái dãy Uray phòng thủ rất là ngon, một cái dãy Uray phòng thủ là tuyệt đối luôn. Đấy, nó cách biệt nhau bởi cái giữa châu Âu và châu Á của nó cách biệt nhau bởi một cái dãy núi để phòng, dễ công mà
gọi là dễ thủ mà khó công, bên ngoài khó công vô mà nó dễ thủ. Mà để hình dung ra các bạn biết, muốn phá vỡ cái thế này của nó, phải ước tính của các nhà quân sự thế giới người tính là phải mất đến 17 triệu quân đội, tương đương với 17 triệu quân đội. Mà 17 triệu quân đội này thì nếu mà quy ra với các nước hàng đầu bây giờ là phải cỡ 10 nước lớn nhất thế giới để tấn công Nga thì mới dẹp được nó. Các bạn coi cái hình này, các bạn sẽ giật mình. Đây, châu Âu, Nga nó tập trung ở cái phía châu Âu rất là nhiều. Hàng chi hay nghe của nó hô là Ura. Đúng rồi, trong cái Captain American đó, đúng không? Cái phim siêu anh hùng cũng hay nói Ura là như vậy á, tại vì có cái dãy thần thánh này nè. Đấy, và nó có cái dãy núi này, ở những nước khác công nó rất là khó. Vậy thì tấn công bằng đường này được hay không? Được, nhưng mà không cần điên nào mà đi tấn công bằng một cái đường thủy dài như Bắc, tại vì cái đây nó giáp Bắc Băng Dương mà. Nó muốn tấn công đường này là mấy thằng này ngồi tàu là ngồi mệt mỏi luôn, cho nên không có nào tấn công được đường này đó. Và người dân nó tập trung nó thủ ở chỗ này. Lạnh bỏ mẹ luôn, đúng rồi, chính xác con nói lạnh nó mẹ luôn, đúng. Lạnh tay Obi luôn á, tay Uri luôn á. Đấy, cho nên Ukraine nó có cái thế rất là thế về chính trị rất là khủng khiếp. Bây giờ nói tới cái việc Ukraine, từ Nga nữa. Vũ khí của Nga đó là khí đốt, nó có 25% lượng khí đốt. Nó chiếm 25% lượng khí đốt cho toàn châu Âu. Tất cả châu Âu hầu như là đều mua khí đốt từ Nga. Đức nó mua đến 50% lận. Đúng chưa? Latvia nè, Estonia nè, Phần Lan nè và Slovakia nè là mua 100% khí đốt từ Nga luôn. Rồi gì nữa? Thằng Mỹ này bây giờ nó muốn phá cái thế của thằng Nga, tại vì mấy thằng này nó mua khí đốt của Nga, nó bị phụ thuộc Nga mà. Hó hé thằng cái Nga nó chơi nó không bán là mấy thằng này tay Uri liền luôn. Cho nên Mỹ bằng mọi giá phải kéo, muốn diệt thằng Nga là phải cắt tay chân của nó. Cho nên thằng Mỹ nó mới chơi cái trò là nó đang cung cấp cái nước hóa lỏng, nó sẽ thay thế cho cái dầu khí, nó cung cấp qua cái đường biển. Thằng Nga thì nó biết cái việc đó, nó kịch liệt, nó phản đối. Và nó chơi theo cái trò là Nga nó bắt tay với Trung Quốc, nó tìm cái người bạn với nó là Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc là đang đối đầu với Mỹ, đúng không? Kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta, đúng không? Rồi tiếp nữa, Ukraine là một phần của Nga, đó là sự thật. Có thể tôi nói sẽ nhiều anh em phản đối, nên mới là sự thật. Hạ thật đấy. Cho nên tại sao các bạn thấy là Ukraine mà nó nghiêng về NATO, nghiêng phương Tây là ông khứa Putin mới nhảy dựng lên bằng mọi giá là bán tài sản chơi tới cùng phải lụm thằng Ukraine về. Các bạn nhìn nè. Ukraine đó, nó là cái cảng biển, nó có cái cảng biển là Sevastopol. Cái cảng biển này á là cái cảng duy nhất, là cái cảng duy nhất mà toàn cái nước Nga không bị đóng băng, hoặc là ít bị đóng băng nhất. Mà tất cả mấy cái cảng của thằng Nga, thằng cảng nào cũng đóng băng, không có giao thương được con mẹ gì hết á. Nhưng mà đúng có thằng cảng thằng Ukraine này á là nó có cái cảng đó. Cho nên thành ra mọi cái đầu mối, bây giờ tôi hỏi với bạn đi, hỏi mấy anh em có dầu khí, bây giờ có dầu khí, có nông phẩm, có thể bán cái nông phẩm các bạn có thể cung cấp cho 1/3 thế giới, nhưng mà không có cái đường ra, có giá trị không? Hiểu không? Hiểu tại sao thằng tôi nói các bạn luôn, thằng Nga, thằng Ukraine là một trong những thằng rất là dở khi mà nghiêng về NATO. Thằng Nga nó đập bằng mọi giá luôn. Đúng, Ukraine là một phần của Xô Viết xưa mà. Cho nên không cần biết đúng sai, cần Putin nó chơi luôn. Bây giờ ai nói tao chơi không theo luật, đóng chiếm Ukraine gì đó, còn mày nói gì nói, tao đánh nè. Tại vì bản chất thị trường tài chính này, thị trường thế giới này luôn, nó không có chuyện đúng sai, nó là lợi ích với nhau, nó là chính trị với nhau. Cho nên các bạn thấy là thằng Ukraine là phải bị thằng Nga nó đập liền, nó bằng mọi giá nó không cho nghiêng về phía đó. Và Nga nó sản xuất lúa mì, ngũ cốc chiếm hàng đầu thế giới. Nga sản xuất dầu khí, nickel và phân bón chiếm 16,5% toàn cầu. Nó sản xuất cái nickel chiếm 11% toàn cầu. Nickel nó có thể tạo ra pin bán dẫn mấy cái mặt điện. Rồi nó còn xuất khẩu 15% titan trên toàn cầu. Nó sản xuất dầu thô chiếm thứ 2 trên thế giới. Nó sản xuất than đá chiếm thứ 3 trên thế giới. Rồi bây giờ nó còn làm dầu uranium, mà làm dầu uranium rồi điện hạt nhân lớn nhất nhì thế giới. Bây giờ một đống tài nguyên này, một đống những cái này mà không có cái cảng xuất khẩu ra bằng không. Rất hiếm nữa, đúng rồi, chính xác. Tôi chưa liệt kê vô đây đó.
Hôm trước em có đọc bài báo nói tổng thống Ukraine nghe lời khuyên của con trai một tổ quân sự. Nhiều lắm, nhiều lắm. Nhưng mà thực ra chúng ta sẽ nhìn với con mắt ở hai hướng. Ở hai hướng, có những thứ là Nga đúng, có những thứ Ukraine đúng. Nhưng thực tế mọi thứ ở thị trường này không có người đúng người sai. Nó chỉ có cái lợi ích với nhau. Bây giờ các bạn thấy cái lý do tại sao thằng Nga nó rất là mạnh. Tiếp nào, ở châu Âu thì ít thông tin nhất. Bây giờ châu Âu thì nó ít thông tin nhất, tại vì sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu về châu Âu. Thằng Nga nó cũng là nằm trong châu Âu đấy. Nga nằm trong châu Âu đó. Thằng châu Âu này á, nó là thủ đô của các thế lực tài phiệt ngầm để thao túng thế giới. Tại vì nó cả ở đây có ai đi du lịch châu Âu chưa ạ? Các bạn sẽ thấy có những kiến trúc rất là lâu đời. Hình như ở đó cũng có nghe là Trung Quốc là một Trung Quốc 5.000 năm lịch sử, hình như châu Âu cũng mấy ngàn năm chứ không mất đâu, các bạn Google bạn sẽ tìm tận tí nha, cô nước một cái. Châu Âu á, nó cũng có cái bề dày lịch sử rất là lâu. Các bạn biết là từ năm 1492 cho đến năm 1974 là nó đã hầu như chinh phục 84% thế giới. Lục địa già, đúng rồi đấy. Nó chinh phục 84% thế giới. Nó thiết lập rất là nhiều cái quốc gia và nó thiết lập rất là nhiều cái thuộc địa. Có nghĩa là nó đi chinh phục và nó biến những cái đó thành thuộc địa của nó khai thác, nó làm giàu. Và ở châu Âu á, thì nó phát triển cái nền gọi là tư bản, cái tư tưởng cơ bản của nó rất là mạnh, và thậm chí cái giai cấp nô lệ cũng từ cái đầu đồ quỷ đó ra. Có nghĩa là nó mang một cái tính là đi cướp bóc tầng lớp này, cướp tầng bóc kia. Cái tầm ảnh hưởng của nó rất là mạnh và nó giàu lên từ cái việc buôn bán nô lệ, cho nên cái giai cấp tư bản thống trị của nó rất là mạnh ở thời điểm đó. Và dần 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 các bạn biết, dần 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 nó hình thành một cái thế lực, một thế lực dần dần nó hình thành một cái thế lực mà những cái người cơ bản giàu mạnh bắt đầu tụi nó tham làm về chính trị, nó thâu tóm những cái chuỗi, những cái công ty lớn ở quốc gia này quốc gia nọ, đã hình thành từ thằng châu Âu này ra đấy, đã hình thành từ cái việc mà nó đi cướp bóc, nó phát triển cái việc làm giàu từ buôn bán nô lệ đó, từ những tội ác nó hình thành lên đấy. Đấy, và nó cái nữa là nó phát triển, nó là cái người, nó là đi đầu về cái tiến hành công nghiệp hóa đầu tiên trên thế giới này luôn. Để nói xong phần này chúng ta ngưng nha, cũng ngừng, bây giờ 10:40 rồi, nói phần này chúng ta ngưng, phần sau ngày mai đi. Rồi nó đánh thuế rất là nặng từ chiến tranh, nó đẩy mạnh quân sự, nó đầu tư rất mạnh về quân sự nữa để nó phát triển, nó mở rộng thị trường, nó mở rộng, nó thâu tóm các cái công ty lớn thế giới như là công ty Đông Ứng ở Hà Lan. Và công ty này, tại sao tôi nói công ty này, là bởi vì công ty này là cái công ty đầu tiên trên thế giới phát hành cổ phiếu, mà phát hành cổ phiếu tức là huy động vốn hết. Nó là cái công ty, nó thâu tóm cái công ty này, và nó là công ty đầu tiên để đi hút tiền của thế giới về. Cho nên cái thằng châu Âu này là một trong những cái thằng mà nó bí hiểm nhất và ít thông tin về nó nhất. Thậm chí các bạn biết không, những cái gia tộc nằm trong Fed á, những cái gia tộc mà Rothschild á cũng từ châu Âu này ra, đúng không? Thằng số 4 này nhiều khi thằng này là thằng nắm quyền Fed đó chứ chả đùa đâu. Có nhiều cái thuyết âm mưu là cái gì, những cái thuyết là cái họ Illuminati rồi những cái vân vân may may gì đó đó. Thực ra thằng này mới là thằng chùm của bốn thằng còn lại đó, của ba thằng còn lại đấy, ok chưa? Và nó tự do, nó tự nước thời điểm nó từ sơ khai của nó đã tự do cho dân cơ bản của nó được quyền sử dụng súng, mà nó còn khuyến khích được quyền sử dụng súng để đi chinh phục các cái vùng đất mới biến thành thuộc địa nữa. Nó chơi cỡ đó, có nghĩa là không phải nó dùng chính phủ, nó không phải nó dùng quân đội để nó đi chinh phục, mà nó cho tư bản mua súng để đi chinh phục luôn, hình dung không? Cho nên thằng này là cái thằng bí ẩn và tôi rất là có ít thông tin về nó, mà thậm chí tôi nói các bạn nữa, tôi mà có nhiều thông tin về nó, tôi nói nhiều khi ngày mai các bạn không thấy tôi đâu, bạn không thấy tôi đâu đó. Cho nên biết sơ vậy thôi, nghe để hiểu bốn cái này, tại vì ở những tuần sau các bạn học các bạn sẽ thấy rất là hay, rất là thích luôn, cuốn lắm. Từ những thằng này bây giờ có một cái tin nào đó hay là một cái động thái nào đó, xong rồi những các bạn nhìn vô bốn này các bạn biết cái vấn đề xảy ra gì. Đúng rồi, có người nói Mỹ là đàn anh với châu Âu nó là thuộc các cụ chứ chả đùa đâu, ok chưa rồi đó. Thị trường chắc ngưng ở đây đi ha, cái này nãy nói rồi, cái slide này tôi sẽ cắt bớt phần nào đó, rồi anh em share cái clip này về Facebook thì tôi gửi cái slide này
Còn anh em học viên thì sẽ nhận đầy đủ cái slide luôn. Cái này tổng thể nó đang tới 200 slide rồi. Còn gần học xong, hôm nay học viên khóa mới học xong thì sẽ nhận cái file này. Những cái file này xong là các bạn cứ nghe lại những cái clip cũ, tự nhiên cái level các bạn khác hẳn lắm. Các bạn chơi chứng khoán cũng được, chơi bất động sản cũng được, chơi forex, chơi coin, chơi bất cứ cái gì, hoặc là bất kỳ có kênh nào các bạn cũng biết luôn, là tốt hay xấu, giá lên hay xuống. Ở đó, châu Âu còn nhiều quốc gia, Anh quốc bây giờ đang mất vị thế rồi. Thôi, 10 giờ mấy rồi chúng ta ngưng nha, 10 giờ 45 rồi, hôm nay hơi trễ 15 phút rồi. Bye các anh em nha. Rồi bây giờ cuối buổi ai có chửi đi, tắt luôn cho một lần. Nãy giờ chưa kích của nó cũng mừng ghê luôn, không con nào phá, chứng tỏ là các bạn cũng yêu mến tôi đúng không? Chứ có ai chửi đúng không? Ok, thay mặt nội ngoại cảm ơn các bạn nha. Bye các anh em nha. Ngày mai có một cái buổi là ngày thứ 6 nữa, anh em học tiếng khoa học. Bye anh em nha.